Màu anh hùng vẫn đổ trên quê hương, vì cờ thiêng mà anh chiến đấu, vì tự do mà anh không sờn, bao gian nan đầy gian khổ, nước mắt và mồ hôi, cho cây rừng mãi đứng thẳng, dòng xưa mẹ đóng đầy, ngọn cờ vàng phất phới bay. Ta dân Việt quê không sờn đấu tranh, gương anh hùng nuôi chí lớn, luôn bảo vệ quê hương phát cao cờ dân tộc. Màu vàng da Việt Nam, màu vàng của tự do. Ta người Việt lưu vong, ta người Việt tị nạn, ta dân Việt muốn đời. Tổ quốc ơi, quê hương ơi, cờ vàng ơi, mẹ Việt Nam ơi. Lá cờ vàng bốn biển bay tung bay, hồn linh thiêng hồn bất khuất, hồn ông cha hồn ốm sơn hà, ta theo gương và theo cờ, vì nước và vì dân, cho muôn đời dòng dân Việt, dòng sông mẹ dân tràn, muôn triệu người vùng đứng. Màu anh hùng vẫn đổ trên quê hương, vì cờ thiêng mà anh chiến đấu, vì tự do mà anh không sờn, bao gian nan đầy gian khổ, nước mắt và mồ hôi, cho cây rừng mãi đứng thẳng, dòng xưa mẹ đóng đầy, ngọn cờ vàng phất phới bay. Ta dân Việt quyết không sờn đấu tranh, gương anh hùng nuôi chí lớn, luôn bảo vệ quê hương phát cao cờ dân tộc. Màu vàng da Việt Nam, màu vàng của tự do. Ta người Việt lưu vong, ta người Việt tị nạn, ta dân Việt muốn đời. Tổ quốc ơi, quê hương ơi, cờ vàng ơi, mẹ Việt Nam ơi. Lá cờ vàng bốn biển bay tung bay, hồn linh thiêng hồn bất khuất, hồn ông cha hồn ốm sơn hà, ta theo gương và theo cờ, vì nước và vì dân, cho muôn đời dòng dân Việt, dòng sông mẹ dâng tràn, muôn triệu người vùng đứng lên. Ta dân Việt quyết không sờn đấu tranh, cờ dân tộc. Màu vàng da Việt Nam, màu vàng của tự do. Ta người Việt lưu vong, ta người Việt tị nạn, ta dân Việt muốn đời. Tổ quốc ơi, quê hương ơi, cờ vàng ơi, mẹ Việt Nam ơi. Tổ quốc ơi, quê hương ơi, cờ vàng ơi, mẹ Việt Nam ơi. And by the way, the Vietnamese delegation, I don't know what it is about Vietnam, but they do like me. Thank you very much. Thank you. And we like them. Thank you. They travel with me all over. You know, I must be too soft on Vietnam because you like me too much. You like me too much. Thank you very much. I agree. They want freedom. That's right. Rồi. Dạ vâng, lời đầu tiên Châu Huy Đức gửi lời chào đến tất cả quý vị lãnh đạo tinh thần, quý tôn giáo, quý bậc trường thượng, quý chú bác và quý ông bà, quý anh chị em. Hôm nay đó trên diễn đàn Huy Đức TV có một cái chương trình rất là đặc biệt. Tôi xin giới thiệu với quý ông bà, quý anh chị em, trong một lần đi xuống California thì tham dự một cái chương trình văn nghệ, thì khi mà đi ra ngoài đó thì tôi gặp một người phụ nữ mà
một cái duyên rất là lạ là tôi thường nghe nhạc của chị. Rồi khi gặp, ô chị Carol Kim, rồi ô Quý Đức đấy hả? Trời ơi, sao chị biết em? Thì tình thật mình hỏi là sao chị biết em? Thì chị Carol Kim nói, chị có nghe YouTube của em, rất là hay. Nói chị ơi, em cũng nghe nhạc chị rất là hay, rất là nhiều. Nhưng mà hôm nay mới lần đầu tiên mới diện kiến được chị ở ngoài đời. Thế là hai chị em chúng tôi lại gặp nhau trong một cái buổi tiệc tổ chức ở tại California. Được cái một cái vinh dự rất là lớn. Và hôm nay đó, thưa quý vị, thưa anh chị em, quý vị cũng biết rằng Huy Đức sẽ tổ chức một cái show rally cho Tổng thống Trump ở tại thành phố West Palm Beach, Florida. Và một trong những người tôi nghĩ tới đầu tiên là bà chị của tôi. Tại vì mình đã coi những cái video chị Carol Kim đi rally cho Tổng thống Trump, là một người support cho Tổng thống Trump 100% all the way. Vì vậy cho nên đó là Huy Đức liên lạc với chị Carol Kim và chị đã nhận lời mời đi trong cái chương trình rally ở ở tại Florida, thưa quý vị, thưa quý anh chị. Và bây giờ trên diễn đàn Huy Đức, Huy Đức xin được thay mặt cho quý khán giả chào chị Carol Kim, kính chúc sức khỏe tới chị và cũng cảm ơn chị đã dành cái thời gian vàng ngọc quý báu để lên diễn đàn ngày hôm nay. Xin được kính chào chị. Không nghe phải không anh chị em? Có nghe chị Carol Kim nói không? Huy Đức không có nghe chị Carol Kim nói. Chị nghe Carol Kim thử nha, thử nói coi. Cái loa không nghe, không nghe, không nghe. Remove something new. Edit mix setting. Chị coi cái phone, không biết chị Kim có nghe mình không? Chị Kim coi lại cái phone coi thử là hồi nãy đó, hồi nãy mà setup đó thì nghe, mà bây giờ sao không nghe? Chị coi cái volume lại thử coi. Coi cái volume lại, chỉnh cái volume lại coi thử. Hồi nãy chị có accept cái mic với là cái audio video không? Phải accept cái đó thì nó mới vô được. Ok, camera, audio. Mình chỉnh cho chị là unmute. Rồi. Chị unmute cái mic của chị đi, cái mic của chị đang đang bị mute, cái microphone của chị đang bị mute rồi. Nói thử coi, vẫn không có nghe. Vẫn không có nghe là sao ta? Cái mic đã mute rồi mà cái âm thanh đó. Ok, cái âm thanh đó lại không nghe, nó mute cái âm thanh bên đó. Chị coi thử cái loa của cái phone có nghe không ạ? Chị đợi, chị put all the way up mà chị nghe em rất là rõ, Huy Đức. Rồi, bây giờ nghe chị rồi. Bây giờ nghe ok rồi. Vậy là Rồi. chị chắc chị phải để gần chị quá. Dạ, bây giờ nghe rất là good rồi chị. Nghe rất là good rồi. Bây Không, hồi nãy chị để hơi bị xa. Rồi. giờ... ok, rồi, rất là good. Rồi, bây giờ đó là Rồi. vô đẹp. Rồi, mời chị chào tới quý khán thính giả. Nghe rồi. Rồi, Karen Kim một lần nữa chào lại Huy Đức nha và chào tất cả quý vị đang live chat trong chương trình của Huy Đức. Phải nói là rất là hân hạnh để mà được mời chị lên trong chương trình. Đôi lúc xuống Cali cũng muốn sắp xếp thời gian để gặp chị nhưng mà nó bận rộn quá. Là đúng ra là phải phải có một cái chỗ để mình ngồi chị em mình tâm sự, nhưng mà thôi kệ nó đi, mình trên live nó cũng được. Bây giờ có thể chị giới thiệu một chút về mình để cho mọi người biết chị Carol Kim là ai không, và À, tại thì chắc thì cũng đâu có biết giới thiệu, nhưng mà chắc có là trên diễn đàn của em thì cũng số một người biết chị, một số người cũng có thể là không biết, là tại vì mà nó giới thiệu chị thì chị đi hát thì em biết rồi, nhưng mà chẳng hạn như Huy Đức nói đã từng nghe nhạc chị, mà chắc có lẽ vì em vẫn rất là bận rộn trong cái vấn đề mà tranh đấu cho cái về vấn đề công việc của em, chắc em không để ý thôi, chứ còn bây giờ là chị giới thiệu đâu đâu chắc không cần phải giới thiệu cái việc cần muốn nghe nói gì, nhưng mà chị rất là vui được được lên diễn đàn với em, rất là vui. bây giờ thì thôi để em giới thiệu một chút để cho những người chưa biết về chị để họ biết, họ tìm Dạ hiểu. vâng. Chị Carol Kim tên thật là Hoàng Kim Hoa, là Hoàng Kim Hoa. Chị sinh ra ở Châu Phú, xã Tân Châu, tỉnh An Giang, tức là chị là gái miền Tây. Đấy, tỉnh Tây hỏi. Có một cái điều rất là ngạc nhiên là trong gia đình chị á, là có tới 11 người con, hai bác có 11 11 người con mà chị là người thứ bảy,
xếp trong vâng. Wow. Hình như mấy cái information đó là đều có trên mạng hết đó Huy Đức. Đúng rồi. Gia đình con rất là đông con. Vậy thì chị có thể cho biết là một cái duyên nào mà chị lại trở thành một ca sĩ và chọn cái nghề nghiệp ca của mình để mà hồi con nhỏ đó Huy Đức, chị rất là cũng mê hát lắm, mà chị không biết ai chứ còn chị hồi nhỏ rất là mê ca hát, thì thành ra khi mà đi học á thì bố mẹ thì cũng là bố với là ba má thì rất là khó là cái chỗ tại vì là người Hồi giáo đó Huy Đức, thành ra người Hồi giáo thành ra họ rất khó chịu cái vấn đề mà con cái hát hò lắm. Và thì thành ra chị cũng bị cấm cản nhiều lắm, nhưng mà cuối cùng khi mà mình được đi hát, lớn lên đi hát và được giúp đỡ được gia đình thì ba má chắc cũng phải chấp nhận thôi. Thì cái đó là chị mê từ trong máu ra. Nhưng mà gia đình không có ai là nghệ sĩ nha. Không có ai là nghệ sĩ. Chỉ có một mình thôi, chỉ có một mình chị thôi. Như vậy chắc gia đình với anh chị em chắc áp lực lên chị rất là nhiều. Thì đó, nhưng mà cái story hồi trước. Nhưng mà sau này đứa con gái chị là ca sĩ. Sau này là chị có đứa con gái thì năm nay thì cô cũng được 30 mấy tuổi, nhưng mà cổ là ca sĩ mà nhà văn mà viết nhạc luôn, rồi cổ hát trong cái cộng đồng của người Mỹ nhiều hơn. Chỉ là vừa là nhạc sĩ mà vừa là ca sĩ luôn. Viết văn, nhà văn. Cô đẻ bên này, cô đẻ bên Mỹ em. Thì đó thì cô lại có thể là nối nghiệp mẹ, và cô đang làm một cung phim nói về đời của cô có người mẹ ca sĩ là Karen Kim. Nghe là em sẽ được thưởng thức cái short phim là của cô sẽ thực hiện một ngày rất là gần. Chị có nhớ là chị bắt đầu vào cái nghề, nói cái nghề không biết là cái nghề, cái nghiệp hay cái chữ này. Em nghĩ giống như người trong cộng là cái nghiệp đúng không? Đã bắt đầu từ năm nào và cái bản nhạc mà hit đầu tiên là chị nhớ cái ban nhạc gì không phải năm nào? Thì lúc mà chị bắt đầu đi hát là chị hát trong nhạc ngoại không Huy Đức, tại vì chị có khiếu tiếng Anh, chị rất là lưu loát, tất nhiên là giọng nói cái phát âm của chị nó hợp với cái tiếng Anh, tiếng Mỹ, thành ra khi mà chị nói và chị pronounce nó đúng cái vần của nó, thành ra khi mà chị hát nghêu ngao là nhạc ngoại quốc là năm đó là khi chị được người ta biết tới đó là 1968 em. Wow, vậy lúc đó em mới có 2 tuổi. Thì đúng rồi. Huy Đức là không biết chị thì cũng không có gì lạ hết. Không, nhưng mà bà xã em thì bà biết chị. Bà nói là chị Carol Kim là hồi nhỏ bà bên Việt Nam là chị bà đã nghe cái nhạc chị hát rồi. Nhưng mà em thấy trong cái bản nhạc mà O Carol đó. Đó là cái bài đó. Kiểu người view ở trong đó mà phải nói là nghe, em cứ nghe đi nghe lại hoài. Hay là chị đi hát từ cái thời đó cho tới 75. Thì với chị đó là trong cái từ sau 30 tháng 4 75 rồi đến Mỹ, chị đi bằng cái diện gì hoặc là làm sao chị đến được đến Mỹ? Sự thật là chị rất 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 là may mắn. Tại vì cuộc đời của chị hình như là ơn trên đã, nghĩa là cũng như cho cái bless của chị là chị chưa bao giờ bị một cái gì mà nguy nan hết đó. Thành ra chị được rất là may mắn. Mà khi mà chị nói sự thật ấy, chị cũng thấy những cái tình cảnh của những người mà mình đứng nói chuyện là tháng 4 nè Huy Đức, thì nó cái ngày tháng 4 đen nó không bao giờ nó xóa nhòa trong cái ký ức của chúng ta hết. Mặc dù chị không phải là người di tản buồn nha, chị là người đi có giấy tờ đàng hoàng, là tại vì lúc đó chị theo cái một người chồng để làm giấy tờ cho chị đi qua bên này với cái diện là gia đình family đó. Nhưng mà chị không đem được cho cha mẹ anh chị em, chỉ có một mình chị thôi và một đứa con của chị, mà đứa con lai. Thì chị có gặp Huy Đức, mà chị nghe Huy Đức kể cuộc đời đó, thì chị ngồi chị về chị còn sốc, mà chị cảm thấy là chị rất là nghĩa là tạ ơn trời Phật, tạ ơn Chúa đã cho chị một cái place gì. Mà chị thấy những người tị nạn thì thôi mình không có muốn nói tới, mình sẽ nói tới trong một cái thời điểm nào nữa, nhưng mà nói về hiện tại là nói ra là chị buồn thôi. Thành ra chị có nói về cá nhân riêng của chị là chị rất là được nghĩa là được ơn dữ lắm. Mà chị đi máy bay đàng hoàng, mà chị phải làm giấy tờ để cho, nghĩa là ra khỏi nước có giấy tờ, phải có passport nó mới cho vô.
Vậy mà chị đi, chị mới đi sau 75 hả? Chị đi sau 75. Mà không, chị đi trước luôn em. Oh. À, đâu, chị quên nói em là chị đi trước, nói thì chị còn rỡn ốc. Bây giờ sẵn đây tháng 4, chị đi trước, tất nhiên trước cái ngày mất nước của mình đó là chị đi trước 3-4 tuần. Tại wow. vì ba của chị là hồi xưa là cảnh sát, rồi ông làm cho tòa đại sứ Mỹ. Thì mấy người Mỹ họ nói là mày phải, mày đem ra con cái mày ra khỏi, hình như là biết trước là mình sẽ bị mất nước hay sao, chị không biết. Nhưng mà nói là chị, you better get out, you have to get out. Đó. Wow. Dạ. Yeah. Thành ra chị được cái ông xã đó, ông xã ông nói là mày phải đi. Bây giờ gia đình mày đó, mày không biết gia đình mày đi, lúc đó thì chị đi 3-4 trước 2-3 tuần trước khi mất nước. Ừ, khi chị đi rồi đó, chị đi chị không biết rồi sao chị về tới đây được vô đất Mỹ rồi, vô Cali là được một tuần à. Là thấy nó quay những hình ảnh mà mình mất nước ở trời ơi, chị là giống như là không biết. I don't know what to say right now. Rất là ghê quá. Nhìn lại mà còn nightmare. Sợ quá. Nhưng mà mình không có cực khổ mà để chạy qua tới bên này nha Huy Đức. Nhưng mà thấy cái người mà Việt Nam mình mà đeo cái mà lên trên tòa đại sứ Mỹ mà đeo cái trực thăng đấy em. Trời ơi, chị nói thiệt rồi cái một tuần hai tuần sau là mấy đứa em của chị nó được ba chị đưa đi ra đi rồi được vô, nghĩa là vô trị nạn, cũng ở được trong trị nạn rồi chị mới bảo lãnh họ ra. Chị không phải là người trị nạn, chị là đi thì theo chồng về Mỹ. Tới Mỹ này cái cuộc sống nó như thế nào khi mà chị thấy đất nước bị mất như vậy, giống như chị tả là nhìn thấy là giống như mình thấy đau khổ mà không làm. Chị nói thiệt với em đó, lúc đó chị hồi trước khi mà chị đi đó là chị đã vào chào những người bạn ca sĩ của chị là chị Khánh Ly, nhiều lắm, mấy cái cô ca sĩ như Mai Lệ Huyền ở trong đò tòa, ở trong truyền hình đài số 9, không biết Huy Đức nhỏ còn nhớ không, đài số 9 đó là chị, là hồi xưa chị là hát cho chương trình của dân vận. Thì thành ra chị nói là bây giờ là tôi phải đi, là lúc đó cũng nhốn nháo rồi nhưng mà không có nhiều, không ai biết gì hết. Thì khi mà chị đi, chị chào họ, chị đi đó, rồi khi chị qua bên đây rồi đó thì chị mới theo dõi cái tình cảnh mà thấy cái trường hợp gì, chị rất là sợ rồi rất là buồn, là tại vì không biết biết cái đất nước là fail rồi nhưng mà không biết dân chúng, người con người, bạn bè, anh em, cha mẹ mình như thế nào. Thì lúc đó chị mới biết, là lúc đó là chị mới coi tin tức đó, chị thấy là ông xã chị nó nothing we can do, we have to wait until we can work it out paper, thì cho gia đình, là lúc mà gia đình đi được đó thì ba má chị không bị kẹt lại thì lo cho con đi hết. Dạ, yeah, anh chị em được đi hết. Rồi từ từ tụi này bảo lãnh ra thôi, chứ còn ba má chị bị, khi mà chị làm giấy tờ được cho ba má đi đó thì ba má mất, lớn tuổi quá rồi mất rồi. Rồi bây giờ gia đình chị 11 anh chị em đã ở bên Mỹ này hết chưa, hay là có còn? Sự thật đó là chị 11 người, nhưng mà ba mẹ đâu có giữ được hết đâu, có 7 người thôi. Mà hiện tại bây giờ là chị có 5 người còn lại thôi, còn 2 người cũng là đi miền nơi xa. Hai người đi rồi, bây giờ còn có 5 người. Gia đình thì lúc mà con trai của chị đó, khi mà chị đi qua Mỹ đó, là chị đã gửi con trai chị đi theo cái viện mồ côi. Huy Đức biết cái lúc mà đứa con lai á, con trai chị năm nay nè cũng lớn rồi, chắc cũng bằng ngang tuổi với Huy Đức đó, nhưng mà chắc nhỏ hơn Huy Đức 1-2 tuổi gì đó. Thì chị mới đưa cho cháu đi lên máy bay, là đi ở trên cô nhi viện, tại vì ông xã của Karen Kim hồi xưa làm cho Children of Vietnam, ông giúp mấy đứa trẻ mà orphan là tức không phải cần con lai, con Việt Nam mà con mồ côi đó. Ông đóp được hai đứa, mà một đứa chết rồi, một đứa còn sống, bây giờ nó lớn rồi. Nhưng mà rồi ổng đóp được hai đứa rồi, ổng làm ở trong cái Children ở Việt Nam, là ổng giúp mấy cái hội thiện nguyện đó. Rồi chị mới đẩy con của chị đi lên máy bay, đi trước chị luôn, đi trước chị một tháng luôn. Wow. Thì nó qua bên Malibu, chị nói em rồi, mỗi người đều có cái số đó. Con chị mà nếu mà ở lại thì cũng tiêu, tại vì nó là con lai. Đó.
Rồi chị mới qua, khi sau chị qua xong đó, mày nó xuống nó phi trường Claire, Claire là ở Philippines á, thì người ta mới tải nha mấy 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 đứa bé đó. Em có nhớ không, biết em còn nhớ cái ngày kinh hoàng đó là máy bay, chắc em còn nhỏ lắm không biết, không nhớ đâu, nhỏ quá, có một cái máy bay mà chở mấy em cô nhi viện rớt nữa. Em về về lịch sử thì em biết, về cái history thì em biết. Trong cái trường hợp đó gọi là baby lift operation. Baby lift, yeah, baby lift, yeah. Operation, một chiếc máy bay rớt ở dưới Hồng Kông. Nhưng mà con chị nó không có đi trong cái chiếc máy bay đó. Thì nó đi qua được là lúc đó chị qua bên Cali là Malibu, Santa Monica rồi đó, thì chị qua tới đây. Nhưng mà chị lại end up, tại vì cái ông chồng của chị làm ở vùng Illinois. Illinois là đất là Chicago, là Rockford, là rất là lạnh. Thì chị phải theo chồng đi về về miền đó, miền Bắc. Mà nếu mà chị ở miền Bắc chắc có lẽ giờ này tụi em cũng không 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 thấy, không biết chị ở đâu. Tại lúc đó và câu chuyện nó cũng không có đẹp đẽ gì. Thành ra lúc đó chị lại được tự do. Tự do là chị bay về những cái vùng mà có người Việt Nam. Là lúc đó cũng được mấy năm sau đó em. Cũng 8 năm. Chị về Houston. Dạ, và là khi mà về những cái vùng lạnh đó, về đó có cuộc sống như thế nào, cô chỉ có hòa nhập được liền hay không, hay là bị shock, bị really really shock hay sao chị? Hòa nhập sao hòa nhập được em, tại vì sự thật có cái này là lần đầu tiên chị tâm sự với em. Chị cũng được nhiều người phỏng vấn nhưng mà họ không có hỏi về vấn đề đó, nhưng mà chị biết đại khái chị là bla 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 vậy thôi. Nhưng mà khi mà chị qua bên đó rất là nhớ, là tại vì em biết từ một cái chỗ đỉnh cao là mình ở ngay city, tất nhiên là thành phố rồi, mà khi chị về, chị về đó là nó đâu có phải là thành phố mà nhà quê, mà tất nhiên là em ngủ em chỉ nghe cái xe lửa chạy qua rồi gà gái đại khái vậy đó. Rồi mình là city của mình, ủa chị mới nói, ê, chị mới hỏi ông xã, tôi nói ủa sao tao không có thấy phòng trà vũ trường. Tại vì mình sống trong về đêm mà chị là lúc đó chị là top ở bên Việt Nam, mà lúc đó là chị là người được giải huy chương vàng, khánh vàng giọng ca nữ ở Việt Nam là 75 mà chưa lãnh giải ở nơi Maxim, chưa có lãnh giải là đã chạy đi ra khỏi đất nước rồi. Em wow. Elvis Phương là nam ca sĩ được lãnh giải vàng, còn Carole Kim là nữ ca sĩ được giải vàng, khánh vàng. Đó, đã cái story vậy. Thật ra chị rất là buồn, mà chị làm đủ thứ nghề hết để mà survive, nhưng mà vẫn muốn là phải hát. Nhưng mà ai cho mình hát? Bây giờ mà Mỹ mà em, mà ở cái vùng mà rất là, nghĩa là nhà quê mà, thì bây giờ em đi vô cái bar đó là đủ rồi, chứ còn mà em muốn có cái club còn hơi bị khó. Đúng rồi. Yeah. Nhưng mà lúc đó là chị phải làm những cái công việc mà nó không đúng. Oh my god. Dạ, khỏi nói. Dạ, yeah, chị nó khổ lắm. Tại vì sự thật chị là một người đàn bà rất là, nói là tough, the strong, là tôi, chị rất là cứng rắn. Và tại lúc đó chị có một đứa con của chị đó, thì chị phải tranh đấu. Mà tiếng Anh lúc đó chị cũng quá trời chừng rồi, cái đó là chưa có người Việt Nam. Mà ông xã thì lúc đó ông trở lại, ông đi học, ông học ở, ông do ông lúc mà về ở với bà má chồng nó thì ở nhà quê, nhưng mà má chồng nói mày sẽ vui là tại vì mày sẽ đi là chỗ University DeKalb là Illinois, đó là chỗ đó mày sẽ gặp tụi trẻ. Rồi lúc đó chị mới có 30 tuổi gì đó, rồi nó cũng gần Chicago nữa, thì đi làm đại khái, đi làm waitress, làm cocktail waitress đó. Đi làm waitress luôn. Đi làm Mỹ, lúc đó Mỹ nó nhìn thấy nó nói trời, tại sao mày nhìn mày giống mày model, lúc đó hồi đó ốm đẹp gái lắm. Bây giờ già rồi, hồi đó ốm rất là đẹp, mới nói mày đâu bây giờ chỉ còn nhìn đẹp, cái nụ cười của chị rất là có duyên, rất là đẹp. Cảm ơn em. Đó thì đi làm rồi đi làm mấy cái chỗ cái club của Mỹ đó, làm rồi xin làm cocktail waitress, rồi xong cái rồi đi về tới Houston, rồi cái chị mới xin làm host, tức như là dẫn bàn cho người ta ngồi đó. Rồi nó có văn nghệ của Mỹ, mà Mỹ nó hát không giống như mình, nó có mấy cái bar nhỏ nhỏ đó, trời, ngồi thèm chảy nước miếng à. Mà nó đâu có cho mình hát, tại vì tiếng Mỹ mình nó nói, tại vì khi mình nói tiếng Mỹ đó
là mình bị cái ác, mình bị giàu muốn giàu không hay giỏi gì cũng bị cái accent. Vậy đó. Mình nói vậy tại cái giọng cái trầm của mình đó, mặc dù có hay đó nhưng mà một cái người Việt Nam, nhiều người Việt Nam nói viết rất là hay, biết chữ rất là rộng lượng, nhưng mà khi mà nói tụi nó không hiểu ông nói gì. Thì biết cái đó phải không em? Đó thành ra khi mà cái sao ông manager ông mới hỏi là tao nhớ hồi xưa mày nói mày ở bên Việt Nam mày là ca sĩ, tao nói ừ. Cái mày hát không ta? Cái nó ồ vậy hả? Rồi mà nó đâu có biểu mình hát. Xong cái có bữa một ngày đẹp trời nào đó cũng nói rồi, cũng có lên một cái kình có nói rồi, nhưng mà nói lại cho quý vị nào mà chưa có nghe được cái kình của, đặc biệt cái kình của Huy Đức nè, thì thành ra mà bữa đó cái cô ca sĩ đó cũng bị bệnh. Có bị bệnh cái ổng mới là nó ê Carol, tao nghe nói mày hồi xưa mày nói mày ca sĩ, và tao nói ừ sao bây giờ nó, tối nay con kiss đi, nó bị bệnh nó không có show up được, mày hát được không? Trời ơi mừng quá trời mừng, mà em biết á chị làm khách theo budget làm tiền quá trời chừng tiền, là tại vì chị cái miệng gì nó lanh lắm, chị làm mà tiền tiếp chị nó quá trời nhiều, mà tại vì nó thấy mình cũng xinh đẹp á, cái nó hát cái mình hát cho nó nghe chỗ lỗ tai, mà hồi xưa là hát nhạc country thôi. Tại vì cái vùng đó là vùng nhà quê mà em biết không? Cái con đó nó bị bệnh, cái chị mới lên chị thế nó. Thế xong cái cổ cổ hết bệnh, cô trả lời cô mất cháp. Oh my god. Cười quá. Và cái cảnh nó trộn Carol mày tại vì là chắc chắn là mình phải đẹp, tại vì mấy tụi Mỹ đó mà nó hát nó rất là simple, nó không có make up. Rồi sau này cái chị hát rồi bắt đầu chị mới bươn lên, rồi chị đi kiếm mấy cái restaurant đó là vừa hát mà vừa bưng bàn nữa nha. Đó. Rồi tới một cái năm nào chị không nhớ, hình như 1970 hay là 70. Cái mà chị thấy dòng người Việt Nam đi tị nạn rất là đông, mà cái vùng á là Washington DC là đông nhất. Chị ở Chicago, chị ở nghĩa là mé bên Chicago. Rồi chị Tí Hồng á, chị mới làm một cái show, chị còn nhớ hoài. Bà đi kiếm Carol Kim là tới mù mắt luôn nghe bà. Bà nói nó nghe bà Carol Kim bà đi lâu lắm rồi mà lúc đó là toàn là ca sĩ trước 75 không nghe Vi Đức nghe. Toàn là chị Minh Hiếu đồ, những ca sĩ trước nghe là nó rất là quý, rất là nghĩa là beautiful, you can bring back the memory right there. Cái thì chị là lúc đó cái bà đi tìm ra được chị nhớ rồi, bà kêu bà tìm ra số phone, cái bà kêu chị hát, cái chị nhận lời liền bay từ Illinois Chicago qua tới Washington DC, mà lúc đó là everybody go từ Washington DC nhiều nhất, Houston cũng chưa có là gì, California cũng chưa bằng. Mà em biết cái bao nhiêu người không? Gần 50.000 người cái bữa đại nhạc hội đó. Trời ơi, khủng khiếp vậy. Khủng khiếp luôn á. Mà em biết chị hát đó trả 300 mừng thấy mẹ luôn. 300 đô. Mà cái thời đó tờ tiền nó cao em biết không? Mà vấn đề không phải là tiền, nhưng mà mình được trở lại mình gặp những cái khán giả xưa của mình. Trời ơi, tao nói đời đó, từ đó đó chị mới về là trở lại Houston để gặp những người khán giả của chị. Cái lúc đó là cái cảm giác của chị giống như là một con kình ngư được thả ra. Chị còn nhớ hoài. Nhưng mà chị nghĩ đó là cái lúc đó mình còn trẻ nghe Huy Đức. Những người mà đi sau này đó họ rất may mắn. May mắn nhiều lắm. Tại vì mình là người đi trước đó, mình cũng không có tưởng tượng là mình phải làm cái gì, mình phải backup cho cuộc đời sau của mình như thế nào. Tại vì mình khổ lắm. Mình là người đi trước, mà bao giờ cái người mà mở màn đi trước cũng khổ hơn những người đi sau. Chị bảo đảm với em điều đó nha. Em look back á, không phải là chị be sorry, chị rất happy. Nhưng mà chị feel sorry là bây giờ mình tìm lại nếu mình tìm lại cái feeling, mình tìm lại cái cảm hứng đó không còn nữa. Tại vì cái người mà với mình đó, khán giả của mình nó cũng mai một mất đi, hoặc là you know what I mean. Đó bây giờ nó khác hoàn toàn. Có buồn đó, buồn, nhưng mà chị nói nhiều khi chị cũng muốn khóc. Nhưng mà cái đó mình phải chấp nhận thương đau thôi. Thì mình phải set up cho mình là thôi chứ hồi đó là em biết chị đi hát mà đấu tranh á, hát á mà không có cờ vàng ba sọc đỏ là không hát. Wow. Không, tại vì cái người mà kêu chị đó họ đấu tranh dữ lắm, là chị là backup sao cho những người đó.
Tại vì sự thật chị không phải là người chánh trị 100%, nhưng mà bây giờ chị mới biết rằng là mình là nghệ sĩ, đúng ra mình cũng không nên chánh trị, cái đó là đúng. Có một người nói, nhờ nói một khán giả nói với tôi như vậy, nhưng mà tôi cảm ơn anh đã chỉ biểu cho tôi, tại vì tôi nghệ sĩ tôi không nên làm cái đó, tại vì để cho người ta yêu ái mộ, đừng có để cho mất lòng tin. Nhưng tôi không làm chánh trị, nhưng mà tôi phải biết chánh trị, phải có thái độ chính trị, tôi phải có cái thái độ. Chứ còn hồi xưa chị không biết, nghĩa là từ cái lúc mà 2016 đó là chị mới bắt đầu biết. Hồi trước không để ý đó, cái tung ta. Chị còn nhớ hoài khi mà quên Paris đó, em biết Paris là cộng sản đầy hết. Đúng rồi. Em đi hát là ô mặt say nha. Chị là đi, bây giờ nói là đi Âu Châu là chị đi nát nước hết rồi. Wow. Nhưng mà mặt say là cộng sản, mình hát đứng trước mặt mình mà cái đó còn căm thù nữa. Nhưng mà chị nói em nghe, cái người mà tổ chức là ăn thua cái người tổ chức. Đúng rồi. Không có cái cờ bự chà bá luôn, cái bự thiệt là bự vậy nè, bự bằng cái nhà luôn mà treo trước khi mà ra hát. Bữa nào chị rảnh chị cho em coi cái áo, chị mặc áo dài đó là hát. Em biết chị không biết, em lục đi em coi. Chị hát bài ở bên nhà em không còn đứng chờ đợi anh. Của nhạc sĩ Phạm Duy. Đó cái thời là thời đánh dữ lắm. Đánh nghe là tranh đấu dữ lắm, tại vì nó sung sục mà. Tới anh Lâm Phương đặt những cái bài mà mất, những cái bài có một chữ không anh biết, có biết không? Mất kia là chuyện buồn ngày xuân đó chị hát, hát tới đâu là khóc tới đó. Nếu mà nói về 50 năm rồi em. Cái lúc mà khi mà mới qua đó mà chị có bao giờ nhớ về Việt Nam mà mình buồn mình khóc không? Thì thật chị nói em nghe đó, chị cũng hồi trước đó là chị cũng nhớ là nhớ cái cuộc sống của mình từ ngõ hẻm, cái con đường mình đi hả chị, cái nhà của mình ở mặc dù chật chội nhưng mà nó là của mình. Nhưng mà sự thật đó mình cũng không biết mình qua bên Mỹ mình làm gì nữa, cái mình không có nghĩ được là một cái đất Mỹ lớn, trời ơi mình đi rồi, đáng lẽ chị phải đi lâu lắm rồi, chị đi lúc chị 19 tuổi lận. Tại vì có người bảo trợ cho chị là cái ông đó làm như producer. Ông thấy chị hát chỗ cái club Mỹ, cái thời mà chị hát ở bên Việt Nam đó rất là trẻ, mới có 20-22 tuổi à. Thì ông nói mày hát gì mày muốn không, ông cho lên show Ashley Levan, nghĩa là lên những cái chương trình, rồi ông đưa mình đi mà má chị khóc quá trời. Lúc đó chị 19 tuổi 20 tuổi, ba nói mày đi rồi ai nuôi tụi tao, ai nuôi gia đình, thành ra không dám đi. Mà hồi xưa đi xuất ngoại khó lắm em. Khó đúng rồi. Sự thật đất nước mình cũng là đất nước nghèo. Người ta sợ, phải nói thẳng cái gì thật mình nói, mình đừng có nói gian dối. Có mình nói, không có mình không nói. Ok. Tại vì em muốn, tại sao bây giờ nó cho đi? Nó đi tá lả luôn, hồi xưa là mình khó lắm. Em mua xin một cái passport, một cái visa ra khỏi đất nước, tại vì đi là ta đi luôn. Đúng rồi. Phải đồng ý không? Em thì có thể là em nhỏ. Cái đó là chị đối bằng cái lòng của chị. Khó lắm. Nhưng mà chị là đi đó, chị đi trình diễn hay cái gì, không có được đi trình diễn ở xứ ngoài. Không phải được sung sướng như bây giờ. Nhưng được mà khi mà chị được đi qua bên đây á, chị thấy cái đất nước tự do thì mình thèm muốn, tại vì mình đất nước mình đương chiến tranh mà em. Đúng rồi. Ai mà cũng sợ phải không, đi hát cũng vậy nữa, mẹ đi hát rồi đương hát nó pháo kích vô là cái nhảy xuống hầm, tại vì chị đi trình diễn cho người Mỹ nữa mà, cho quân đội Mỹ nữa mà Christmas em biết không, tụi Mỹ đó nó quân của Mỹ đó, đâu phải mấy ông già đâu, có 19-20 tuổi, 22 tuổi high school không là nó đi qua đánh giặc cái gì, nó đâu biết Việt Nam mẹ gì đâu. Phải không em? Yeah. Mà chị hát Christmas đó, chị hát mà chị khóc đó. Tối ngày cái I wanna go home, I wanna go home, hát mấy cái bài đó mà nó khóc. Mà tụi nó con nít, nó baby lắm. Oh man. Đó chị sống trong cái, mặc dầu chị không hát cho lính Việt Nam Cộng Hòa nhiều, là tại vì chị không phải giống như chị Mai Lê Quyền. Chị Mai Lê Quyền là chị hát cho, chị cũng có hát nhưng mà chị hát ít, và chị đi cho cái tiền đồn của Mỹ, có Việt Nam, có quân cảnh, có Đà Nẵng, trời ơi cô khổ lắm, bị khổ lắm. Chị nói là chị đi hát cho dân vận là của cục, dân vận là của Việt Nam mình. Khi mà chị chỉ định là đi hát ở bên Lào Thác Luỗn rồi đó, nhưng mà chị là đi trong cái group, chứ còn mà cá nhân sau này cái chị hát cho group Mỹ đó thì cá nhân của chị ký contract với tụi nó.
là khác. Còn cái này mình hát cho có cơ chân dân vận đấy anh em. Anh chị em nghe chị Carol Kim nói không? Chị Carol Kim dùng một cái chữ mà Huy Đức thường hay dùng mà trước 35, đó là Việt Cộng pháo kích. À, cái chữ pháo kích là nó bắn nó ở đâu ấy, nó bắn loạn xà ngầu hết, rồi nó bắn vô trường học đủ thứ ấy, là nó không phải giống như là nó canh hay là gì đó, nó bắn loạn xà ngầu. Có đôi khi giống như chị Kêu Kim nói đó, là có khi đang hát cái gì cộng nó pháo kích, phải di tản, phải chui xuống hầm này. Chị có cái kỷ niệm nào có đang lúc hát như vậy mà bị những cái trường hợp đó xảy ra không chị? Thì chị cũng có lên cái một cái kênh của một anh người bạn rồi cũng nói về vấn đề chị hát trong một cái vũ trường ở Tự Do là bị gài bom ở đó, mà nó nổ tung luôn cái bom ở đó mà chị thoát á. Yeah, ở cái đó là vũ trường Tự Do, em search trên em sẽ thấy, tại chị ở trong đó luôn, là tại cái chỗ cái tụ điểm mà chị hát đó, cái địa điểm mà chị hát ngay Tự Do, tất nhiên là Đồng Khởi bây giờ whatever that, yeah. Thì chị hát cái đó là toàn là những người mà nổi tiếng, người Mỹ mà có chức phận á, họ tới đó họ nghe nhạc, thì nó gài cái boom Claremore. Yeah, cái bom Claremore, rồi chị khi còn nhớ hoài, chị Mai Hương, chị đứng chị hát cái bài Love Story, rồi chị mới đi vô à, chị chưa tới phần, tại vì hát có cách có khắc giờ ra, thì chị mới vô chưa tới phiên chị ngồi đó, chị ngồi bên này, giống như chị ngồi bên bên cánh gà bên tay trái, thì cái mìn á nó đặt từ cái cửa, từ cái ở ngoài cái cửa ở ngoài vô cái sân khấu, thì cái chỗ ở trên lầu đó là còn là mấy ông đại tá tướng đồ Mỹ á. Yeah. Thì nó cái Claymore, em biết cái mìn Claymore, chị nói cho em nghe, người ta nghĩ là chị không biết, mìn Claymore là mìn định hướng. Nếu mà để như vậy là nó bung vậy thôi, cái người ở đằng sau ngồi chỉ bị nghe ồn thôi chứ không có bị mìn, không có bị mỉm. Nó Claymore là mìn định hướng. Nó tạc ra kiểu cánh quạt. Nó tạc hai bên cái đó. Thì thành ra chị là ngồi bên này, thành ra chị không bị gì. Cô bạn chị mới vừa đứng lên qua bên kia là cô mất, là vợ của ông Lê Văn Thiện, nhạc sĩ Lê Văn Thiện, mất cái đầu bay cái tai. Trời ơi, hồi nhỏ đó chị, hồi nhỏ đó ở Quảng Ngãi đó, lúc đó em ở trong cô nhi viện Quảng Ngãi, thì tụi nó cũng đặt mình ở trong cái rạp Kim Long hay là Kim Thành gì đó, cũng đổ chết người trong đó tùm lum hết. Thời đó là rất là sợ. Em biết đi hát rất là rung. Tại vì mình hát là cái chén cơm mình nuôi gia đình mình, mà lúc đó chị cũng được hơi được người ta biết tới rồi. Lúc đó cái thời đó, thập niên đó cũng 68, 69, 70 là chị bắt đầu chị nổi, là nhạc Hàn Quốc thôi, chị không biết hát nhạc Việt. Mà chị Bích Chiêu thì đã rời, Bích Chiêu là gia đình của Khánh Hà, anh Tú, Tuấn Ngọc, họ đã rời, chị cô đã rời bên đi qua bên Tây, thì chị hát cái từ cho chị độc quyền luôn nghe. Mà sau này từ cái nổ đó em biết không, trời ơi, chị đã từng ở trong đó luôn, mà chị đã từng đi hát cho mấy chiến trường tụi người Mỹ, từ người Mỹ là nó có, tại vì chị ký con trai với tụi Đại Hàng, tụi Đại Hàng nó đưa mình đi đâu là mình đi đó, nhưng mà tiền rất nhiều đặng mình nuôi gia đình mà. Rồi xong rồi em biết đó, một lần mà đứng hát anh tưởng nó giỡn chơi chơi vui vậy thôi chứ hát mà rung lắm, vừa hát vừa nhìn tại vì nó đặt mìn mình đâu, nó đặt chỗ nào giờ có gì không đâu. Mình, wow. Mình đâu có trời ơi, rồi mà chị hát trên mấy cái trên cái building của officer của Mỹ đó, cũng sợ lắm. Rất là sợ cái thời buổi đó, ghê lắm. Wow. Nhưng mà chị nói em đó, cái thời đó mình sẽ không còn thấy nữa, nó đẹp và nó beautiful lắm em. Nó rất là beautiful. Bây giờ chị đã về Việt Nam 1996. Thường thường chị về Việt Nam chị đi lục lọi những cái gì, những cái con đường mình đã đi qua, những cái con hẻo mình muốn ngồi ở đâu, hồi đó mình hay ăn tầm bậy tầm bạ gì đã cái mình tìm, bây giờ nó không còn nữa rồi, xong đâu cần về nữa. Những cái cảm giác đó là chỉ còn trong kỷ niệm thôi chứ tìm không được. Chỉ còn ký ức mình thôi, cái ký ức mình thôi, chứ còn em đừng có nói là tôi về tôi yêu đất nước mình, là dĩ nhiên mình bây giờ chị muốn về là tại chị muốn về Châu Giang cho đất, là tại vì còn những người không phải bà con mà những người hàng xóm họ rất là nghèo, họ rất là khổ. Thì chị về thí dụ mình giúp được cái nào mình giúp cho ta, tại vì mồ mả ba má chị còn ở bên đó. Yeah. Bây giờ đó là tự nhiên là em nhìn thấy cái tên Queen of Soul là how Nữ Hoàng Nhạc
nữ hoàng nhạc nhạc xô, xô là linh hồn là tất nhiên là em biết mấy người da màu họ hát á, soul music đó. Hồi yeah. xưa là những cái nhạc mấy mấy ca sĩ da màu mà hát mấy nhạc như mà Aretha Franklin, Ray Charles đó, đại khái vậy, mấy cái thời đó đó là chị hát nhạc đó, là tại vì chị cái chất lượng như giống như là Aretha Franklin là mấy cái bài, tại vì Quy Đức rất là chị biết Quy Đức nó thích nhạc bolero, nhưng mà chị hát đủ dòng nhạc, nhưng mà cái chánh của chị hồi xưa là bắt đầu từ dòng nhạc ngoại, nhạc ngoại nhiều. Nghĩa là chị hát được rất là nhiều thể loại nhạc, em thấy là đến đến bây giờ đó chị xuất hiện ở trên sân khấu đó, chị khán giả lớn tuổi họ cũng vẫn dĩ nhiên họ đã biết ủng hộ chị bao nhiêu chục năm nay rồi, mà cái khán giả trẻ nó vẫn điên cuồng về chị luôn. Đó là một điều chị rất là sung sướng. Dạ. Yeah. Tại vì chị nó nói trời ơi cô con có một lần chị hát nó trời ơi cô tên gì sao cô hát hay con chưa bao giờ nghe cô. Trời sao cô không vô Paris by night đây. Rồi nó ồ chắc là cháu phải về hỏi má mày biết tao liền. Không, tự vì em đọc em nghiên cứu em coi đó thì có người cho chị một cái là nữ hoàng nội lực. Họ nói về cái giọng hát của chị, yeah. đó là chị Caro Kim đó, cho tới giờ phút này đó, cái nội lực của chị rất còn là dồi dào. Chị có cái bí quyết gì không? Có sự thật đó em, bí quyết đó thì cũng một phần là bí quyết là như thế này. Thí dụ hồi nhỏ chị cũng ăn chơi, rồi cũng quăng đàn, rồi cũng nhậu nhẹt, đại khái vậy. Nhưng mà chị cũng nghĩ rằng là chắc có lẽ cái mình cũng may mắn là tại vì sự thật chị cũng tập thể dục dữ lắm. Dạ. Yeah. Tất nhiên là chị đánh tennis, chị chạy, chị tập thể dục. Rồi chị sau này chị bớt ăn chơi đi. Nhưng mà mình phải tập luyện, phải tập luyện. Cái có nhiều người ca sĩ người ta ngủ tới 3 4 giờ chiều người ta thức dậy đại khái vậy, còn chị thì chị đi tập thể dục hơi bị nhiều. Dạ. Yeah. 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 Thì có nhiều người cũng hỏi năm sanh, thì sự thật mình không nên nói cái tuổi của người đàn bà, nhưng mà nhìn là biết mình bao nhiêu rồi, nhưng mà mình 1900 hồi đó được rồi. Bởi vì em nói đó, em tìm đó thì em không thấy là cái ngày birthday của chị, nhưng mà năm sanh thì em thấy, nhưng mà em thay lại là năm sanh là chị Carol Kim năm sanh 1900 hồi đó, vậy là đúng. Ở trong cái nói về chị Carol Kim đó là chị có lấn sân hay không, hay là chị có làm hài kịch nữa hả? Không, không có lấn sân nha, mà sự thật đó chị cũng rất là phải cho nói gì là, phải nói chị là talent đủ thứ hết. Yeah. Yeah. Nhưng mà thì coi thử chị Carol Kim có hát cải lương chưa thì chưa thấy. mà chị mê cải lương lắm á em, chị thích cải lương lắm, rất là mê cải lương. Wow. Chị rất là mê cải lương. Chị hồi xưa chị đi coi cải lương, nhưng mà chị cái giọng chị là giọng thổ, nếu mà Quy Đức biết cái giọng thổ thì nó hát cải lương nó sẽ không có sáng. Yeah. Nhưng mà hồi xưa chị cũng hát cái lương bập bẹ đi hát, rồi ở nhà nghiêu ngao đi gánh nước cho mẹ xài, cho gia đình xài, rồi chị hát là tình anh bán chiếu lan và điệp hát rồi chứ. Nhưng mà em coi thấy là chị có làm cái hài kịch đám cưới đầu xuân của cái đó là của Paris by Night. Rồi hồi nãy em thấy có người viết lên là rất là thích chị Carol Kim đóng Mỹ Đen trong hài kịch gì đó. Đúng rồi. Ủa đây cái gì, là Quy Đức chưa coi cái đó hả? Chưa. Bữa nào em rảnh á, tại vì chị biết em rất là bận. Em rất là bận coi. Mà cái đó là the best on the best. Em đập đánh vô đám cưới đầu xuân mà Thúy Nga là em coi là em cười, lúc đó em lại biết chị nhiều hơn. Em nghe mấy bài nhạc Mỹ của chị nhiều, em lại thích nghe chị hát nhạc ngoại quốc. Bây giờ biết chị là hát country music, trời ơi em mê country music lắm, tại vì cái giọng là dân cowboy. Dạ đúng rồi. Dân cowboy, thành ra em mê country music lắm. Hồi ở San Luis đó thì có đi mấy người bạn Mỹ đi. Country đó cũng học cũng dạy nhạc country, bây giờ mới biết là khi mà tới ở Chicago thì là về hát là nhạc country. Em biết hồi giờ lúc đó chị ở Texas Houston là 8 năm mà cũng là country music đó. Hồi xưa là mình hát nhạc country nhiều lắm, giống như là I can't stop loving you,
I love you in my heart. Đó, mấy cái bài đó. Với là cái bài Crazy, I'm crazy for feeling. Toàn là nhạc country music nhiều lắm. Em mê cái nhạc country cái bài I want to go home. Đó, I I wanna go home. I wanna Rồi, go rồi. Sau khi mà những cái bài nhạc Việt Nam ví dụ như là Mưa bong bóng hoặc là Điều ru nước mắt, home. Những cái bài nhạc Việt Nam đó thì Thì sự thật đó là chị cũng nói sơ sơ thôi, là tại vì chị biết là Huy Đức rất là trẻ. Em cũng không có theo dõi tại vì em về chính trị gia nhiều hơn. Thì về văn nghệ đó thì em cũng biết đại khái một số thôi, chứ sự thật chị thì chị theo dõi em dữ lắm, từ từ cái lúc mà hồi xưa tới em mới là còn thần sấm sét là Huy Đức thần sấm sét kỳ đó. Là mà sau này chị cũng có nhiều link ra, có nhiều người, mà người nào mà bên cánh hữu đó thì chị listen, còn bên cánh tả chị không có listen. Tại vì chị không có listen mấy stupid head. Tại vì chị nghe vô là chị khó chịu rồi. Nhưng mà chị listen em, mà chị listen có một số bạn hữu của chúng ta, thì chị biết chị lúc đó đó là chị cũng theo dõi em dữ lắm. Thì chị khoái cái kiểu của em nói em, tại vì cái tánh của em hình như nó cũng giống như tánh chị, là tại vì em nói thật, em nói thẳng, em không có e dè vậy đó. Chị thích mấy cái đó, thành ra chị cũng theo dõi. không Chắc có nhiều là người mất lòng, không có nịnh em, là tiền nói là không có nịnh hót rồi đó, cái gì em em mắc nói cười, em mắc cười, chị mắc cười em là lúc nào em lên em la em khóc em nói trời ơi, bị phạt, bị tụi 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 YouTube nó phạt, la cười. Và chắc bây giờ là đỡ rồi phải không, bây giờ bây giờ nó phạt luôn, là nó ban luôn, là em đâu có lấy tiền gì được YouTube nữa đâu, nó ban luôn, wow. bây giờ không có lấy quảng cáo, không có gì nữa. Nhưng mà cái phạt đó không sợ, chỉ có sợ bà xã em bà phạt, cứ hay em chửi thề cái là bị phạt đồng, cái chửi thề bị phạt đồng. Thì đó, chị có coi em mà chị có nói cái cậu này dễ thương quá. Mà chị cũng có theo dõi em một, không phải chị nha, ông xã chị, ông anh Niên, anh bây giờ anh ông xã chị bây giờ anh Niên, nói anh nói có một lần á, ông cũng cũng di tản rồi, lúc mà năm 1000, hầu như là 99 một ngàn 2000 à, 1990 mấy đó, ông qua ông nói em đánh một cái thằng đó, nó chỉ giọng nói Bắc Kỳ thôi mà em đục nó quá trời mà ở bên đó. Phải không? Ông nói cờ có một thằng con lai đó tự nhiên nó đục đổ quá, tại vì thằng đó nó không có làm gì hết, mà lúc đó là đứng đứng hình như là đang ở trên Washington DC mà có mấy người cộng nữa đó. Thì cái thằng đó nói giọng Bắc Bắc, em thằng sinh viên hay gì đó, em nhào vô ông đục nó quá trời đục. Đó, tôi có mấy chặng luôn đó, chứ đâu Đó đó. phải chặng. Ok, tôi nói là cái ông này nè, ông nói là ông Huy Đức này. Tại vì em ở bên Việt Nam bị tụi nó đánh dữ lắm, em ở trong trại cai quýnh thiếu nhi rồi, sau ở tụi nó quýnh em tơi bờ, quýnh em bể cái phổi, hư cái phổi luôn mà, thành Đó, chị có nghe, ra chị rất là thấy thấy tội quá trời cho nó. Wow, bây giờ có cái lý do, quý vị phải biết cái lý do tại sao Huy Đức phải nói những lời đó, tại vì người thật việc thật đang sống, he is the one survive, sống lại để nói những gì đó có đã xảy ra chứ không phải là đặc chiến, thường thường không phải là đặc chiến đó. bởi vì có nhiều người nói em là chống cộng quá khích, em nói từ việc Dạ tôi dạ dạ ở dạ trong cái tình trạng vui đó, một đứa bé bị mẹ bị Việt Cộng giết giết người mẹ mới có 2 tuổi à, rồi phải vô ở trong cô nhi viện cho tới 9 tuổi, rồi một thằng bé 9 tuổi mà chạy giặt ở từ ngoài Quảng Ngãi vô tới Vũng Tàu, nếu mà em vô sớm đó là em đi trong cái lớp mà baby lip Chắc chắn operation, rồi. vô tới là qua tới tháng 4, thành ra cái chương trình sau khi chiếc máy bay bị rớt đó là họ ngưng cái chương trình đó lại. Đúng rồi em. Đúng rồi. Đó, thành ra là Thì vậy. chị cũng nói là tất cả chúng ta đều có số phận hết, đôi giày mình mang mình cũng phải có số mà hai Huy Đức, thành ra những gì mình có mình cũng tạ ơn đứng bề trên thượng đế, nhưng mà mình vẫn survive thì mình sống để mình nói cho hậu sự, cho những người hậu sự biết những gì sự việc gì xảy ra rồi. Có rất là nhiều người biết chị nè, chị Karo Kim, cô Karo Kim hát bài Điều ru nước mắt rất là hay. Nhiều lắm. Hãy khóc đi em là nhạc của Trịnh Công Sơn nữa. Cô Điều ru hát nước mắt là chị hát rất ở trong một cuốn phim. dạ, em có coi được cái Điều ru nước mắt, bộ phim đó.
Là chị cái hát cái chị làm vậy. Với là cái trăm em cài, cái trăm em cài nữa nhiều lắm. Hồi xưa chị cũng có, tại vì có thể là chị đang lá cây xê, nhưng giống như chị đã nói là Huy Đức không có cản mạng nhiều về vấn đề văn nghệ, về âm nhạc. Thành ra thì cũng có thể không phải thiếu sót, nhưng mà có thể chị không phải là superstar, chị không phải là superstar, nhưng cái sao của chị nó chiếu hơi bị lâu quá. 50 năm mà con chiếu hoài. Nói chung là em cứ lo đi rượt về cộng với lo đi chửi về cộng, thành ra đó là mệt mỏi quá thì mở nhạc lên là thấy nhạc chị karaoke mình khoái khoái. Hồi đó thì em ở bên Phi đó, em cũng hay nghe nhạc ngoại, nghe Lobo. Rồi đó là nghe, cũng nghe nhiều, thích nhiều hơn. Còn nếu mà em hát á, từ giờ em cũng biết chơi đờn. Hồi ở dưới quê đó thì cứ xách cây đờn đi tán gái thì chơi nhạc bolero mới dụ được mấy cô. Có bolero mới dụ được mấy cô nàng thôi. Nên cũng biết chút chút, nhưng mà trong thời gian này bận nhiều quá. Với là nhất là từ năm 2016 khi mà Tổng thống Trump lên làm Tổng thống đó, là bắt đầu full time luôn. Tại sao chị là một ca sĩ mà lại chị ủng hộ cho Tổng thống Trump, rồi chị đi rally cho Tổng thống Trump, vận động Tổng thống Trump all the way? Wow. Chị không phải là một người chỉ only me, rất là nhiều người nghệ sĩ có nhiều, nhưng mà họ ngại ngùng, họ không muốn show ra. Tất nhiên là có thể là họ ủng hộ, nhưng mà ủng hộ cái tiếng Mỹ nó kêu là low profile, nó không, người ta không muốn, thì tại vì nghề nghiệp của người ta. Nhưng mà đối với chị bây giờ, cái bây giờ low hay là high hay là gì, chị cuộc đời chị cũng có đầy đủ quá rồi em. Bây giờ thí dụ lỡ mà chị mấy ông bầu xô nói ô bà tôi không ưa ông Trump, bây giờ tôi không cho xô bà, đâu có sao đâu, mày đâu có nuôi tao đâu mà tao lo cái chuyện đó nào vậy. Tao vẫn survive mà, come on man. Nhưng mà chị bây giờ là chị nói thiệt em chị là legend, chị tin Chúa, tại vì chị được cứu độ nhờ Chúa, thành ra chị rất là tin, chị không có khe cái chuyện đó. Thì thứ nhất ông Trump, chị biết ông Trump rất là nhiều, ông là một người doanh gia nha, ông là entertainment, ông là actor, ông là một người nghệ sĩ luôn, nhưng mà mà chị theo dõi ổng cũng nhiều, là lúc ổng còn là một ông tỷ phú mà về nhà cửa rồi chị biết. Mà khi mà ổng 2016 mà ổng lên ổng làm ổng đi elect for president để làm tổng thống đó, chị cười quá trời. Chị cũng không có chấp nhận điều đó, chị nói trời ơi nội, ông này đâu biết mẹ gì. Nhưng ông này đâu biết gì đâu, mà tự nhiên mà chị lúc đó là Obama đó, là xong 8 năm rồi phải không? Chị không có bầu cho ông đó, chị không có đi bầu, chị không có bầu cho ai hết. Nhưng mà chị ai hết đề tạ bạch, nhưng mà chị nói trời, chị nhìn chị thấy chị sợ kỳ quá. Nhưng mà chị chưa 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 biết gì chính trị nhiều. Xong cái ông Trump với bà Hillary rồi ở bên này cái tụi nó kêu triệu chị lên hát để cái gì đó, nguyên cái đám mà trịnh hội mà kêu bốn mấy ca sĩ lên để chửi điều quá trời đó. Nó có kêu chị mà. Chị không biết chị có nói cho Huy Đức nghe. Nó kêu chị Kim tối nay lên SBTN thâu cái đó đó. Cái tên nó không, tôi không có làm được cái chuyện đó. Mà sao mấy người nó thâu à? Trúc Lam, Trúc Linh, rồi Linh Đa Trăng Đài, rồi whatever đi lên đó hết. Chị nói, làm cái staff gì đó là mấy người đó, hồi nói thiệt đó, mấy người đó mày gặp chị bây giờ cũng hơi bị rúng động là sao? Tại vì chị không có, không phải là bạn chị, nhưng mà tới khi chị biết cái đường được. Nhưng mà sau này là Linda Trang Đài she thức tỉnh, mà Linda Trang Đài bây giờ là pro Trump rồi đó, như là cô nhưng mà mấy đó là nhưng rồi cái chị nói em nghe chị nói trời, cái ông này sao mà ông lên ông biết cái gì. Mưng mà tới khi ông run 4 năm, nhưng mà chị thấy thương đau ông lắm. Chị không có thích đàn bà làm tổng thống. Về cá nhân riêng của chị là ông bà Hillary đó, chị bà đã ở trong cái tòa Bạch Ốc đó là 8 năm với ông Clinton, bà là vợ và First Lady rồi, phải đủ rồi, rồi bà còn vô bà muốn thành ra nữ tổng thống nè, bà tưởng là bà ăn chắc. Nhưng mà chị không có thích đàn bà làm tổng thống, dù đàn bà làm thế nào cũng vẫn không bằng người đàn ông. Chị nói thiệt, chị nói nhiều khi người đàn bà người ta cũng ghét chị, nó không phải vậy, đàn ông người ta mới có cái powerful. Chị không có bao giờ mà đàn bà mà cái gì mà qua khỏi cái người đàn ông được. Thành ra chị nói tao đi bầu cho ông Trump, chị bầu cho ông Trump.
Nó thì bầu Donald Trump, xong cái tự nhiên cái từ lúc đó cái chị theo dõi ổng, chị thấy cái tính cách của ổng, nói chuyện rồi với chị find out ổng cái tuổi, ổng cái tuổi 5 tuổi ổng bằng tuổi chị luôn. Nhưng mà chị là chị của ổng một tháng thôi, ổng là tháng 6, chị là sinh tháng 5, thì chị lớn hơn ổng một tháng. Y chang tánh chị với ổng y chang nhau. Đó là đó, chị để ý ổng, chị để chứ nói thiệt em á, nếu mà chị là ổng á, chị không cần đi ra phải làm tổng thống cho mệt mỏi. À, ổng sống trong nhân lửa, ổng là người thương đất nước này, thương dân, ok. That's what we need somebody là cái này đó, cái này 2024 này đó là the last one để tụi mình phải làm một cái gì, còn không là đi đái hết cả đám. nghe chị kêu kêu đó đi đái hết cả đám, đi ăn chuối hết cả đám luôn mà thiệt. Ông cái đó là thiệt mà chị, đâu có, mình đã thấy 4 năm Joe Biden làm tổng thống, cái value của nước Mỹ này nó đi xuống dốc như thế nào, cái xuống dốc người dân Mỹ này nó đi xuống dốc như thế nào, rồi bây giờ thêm á là mười mấy triệu di dân bất hợp pháp mà nó tràn vô, mình phải nuôi họ, mình phải như thế này thế kia nữa. Thì em nghĩ nếu mà cho đảng Dân Chủ làm 4 năm này thì nước Mỹ cũng giống như là banana country thôi. Yeah, đúng rồi. Rồi có người nói là năm 2020 chị Carol Kim đi rally và hát nhiều bài nhạc ủng hộ Tổng thống Trump lắm anh Huy Đức. Yeah, đúng rồi. Có thể tham dự chút không? Thì mấy cái bài của Mỹ đó, giống như là YMCA đó, MAGA, rồi mấy cái bài, tại vì tụi chị cũng có làm một cái rally là caravan, là xe đó, cả mấy trăm chiếc xe luôn, là cái đầu tiên ở California. Rồi sau đó tụi chị rally mỗi tuần luôn, nhưng mà chị cũng phải hợp tác với tụi Mỹ ở Huntington Beach đó. À, đó thì thành ra, nhưng mà năm nay á là mình sẽ làm, chị đã nói chuyện có họp với một số anh em mà nói tại sao mấy năm trước mình làm. Tại vì khi mà 2020 mà Tổng thống Trump bị tụi nó steal cái chị buồn quá, chị không có coi tin tức, chị không có theo dõi một hai năm trời, chị I hate it. Nó thảy con COVID ra. Rớt hết. Yeah. Bây giờ đó chị nói thiệt với em, mình chỉ biết cầu nguyện, nhưng mà cái cầu nguyện ở nhà mà nằm mà cầu nguyện ngoài không được, quý vị phải đi ra ngoài đi bầu nha quý vị. Mà quý vị đừng có ngồi nói không biết rồi đi bầu rồi có được không, hay là nói ăn nha, mình cứ nói gì hoài không được. Mình phải đi bầu, mình phải đi tới đó, hoặc là mình bây giờ nó cho bầu qua email cái gì đó, qua cái bỏ phiếu trước gì đó mail được rồi, thì mình nên đi bầu, chứ mình ở nhà mình đừng có rên nữa. Mình rên mình không có giúp được gì đất nước này hết á. Mà khi mình ở đây đã mấy chục năm rồi, đất nước này là cái second. Bây giờ mình không còn chạy chỗ nào được nữa hết nghe quý vị. Mình còn chạy chỗ nào nói chỉ đường thôi. Chạy qua chạy ra đâu? Chạy qua Venezuela. Đã chạy, bởi vì em nói là đây là cái chuyến tàu cuối mà nếu mình mất cái country này, mình đã từng mất đất nước Việt Nam, mình biết là you lost your country, you lost everything. Yeah. Người Việt Nam mình là chứng nhân của lịch sử, mà bây giờ mình để mà đất nước này mà Joe Biden đảng Dân Chủ nó rơi 4 năm nữa là tàu cộng nó là chủ của đất nước này. Bây giờ mình đi tị nạn đâu, mình đi qua Canada hả? No, Canada nó đâu có cho mình tị nạn nữa, mình qua Mỹ, dân Mỹ nó còn chạy qua đây nữa, mình đi đâu bây giờ, chị thấy không? Thì đây là we need to fight to the end. Mà kể như là ngồi đó chờ rồi, ngồi đó rồi cứ nói tôi ủng hộ Tổng thống Trump, tôi ủng hộ Tổng thống Trump mà không chịu đi bỏ phiếu, không chịu rally, không chịu support thì ủng hộ bằng cái miệng, mình vẫn thua. Mình vẫn thua thôi chị. Yeah. Nhưng mà chị nói em nghe đó, dân chủ bây giờ dân chủ kỳ quá. Cái dân chủ không phải là bad. Dân chủ cũng, cái dân chủ mà cách đây 30-40 năm đó có phải như vậy. Dân chủ này kỳ quá. Rồi muốn, nó giống như là cái này nó giống như là nó muốn turn around cái đất nước này trở thành là một cái đất nước, cái xã hội chủ nghĩa cộng sản quốc tế luôn. Cái kiểu của nó là như vậy. Chính ra đó em có nghiên cứu về cái tổ chức của đảng Dân Chủ. Thực sự họ đầu tiên họ là socialist, tức là chủ nghĩa xã hội. Họ còn siêu đẳng hơn là cái cộng sản bây giờ. Cộng sản bây giờ nó lật ngược lại, nó là xã hội chủ nghĩa. Mà hồi xưa nó là socialist system. Thành ra bây giờ đó, bây giờ nó mà là khi mà được Bill Clinton rồi connect với tụi China, rồi Obama nó cúi đầu với tụi cộng sản quốc tế rồi, thì bây giờ nó đi đúng cái con đường đó là socialist của nó.
đó, socialism đó là đúng cái con đường của nó. Vì vậy cho nên mình thấy là trong tương lai đó là nó muốn destroy cái đảng Cộng hòa, xóa đi cái đảng Cộng hòa đất nước Mỹ này, chỉ một đảng tức là đảng socialism của nó lãnh đạo thôi, thành ra nó phải tấn công, thì mình hiểu được cái điều đó rồi. Chứ còn mà giống như hồi xưa đó, hồi xưa mà về những cái thời tổng thống dân chủ trước cái thời của Bill Clinton đó, họ vẫn còn ok, nói gì chị cũng Yeah, đúng rồi. họ cũng dung hòa, họ cũng build cho làm sao cho đất Mỹ này nó lớn mạnh. Nhưng mà bây giờ nó họ bán nước Mỹ này, mà họ giống như bây giờ chị thấy Joe Biden mà nó ra lệnh đó, sau khi mà ông ta vô làm tổng thống đó, ông ta phải ra lệnh tòa Bạch Cung là ra lệnh cho Bộ Quốc phòng đó là phải làm việc với Bộ Quốc phòng của Tàu. Hồi xưa tổng thống Trump đó là không cho NASA đó, NASA là không cho nghiên cứu sinh thực tập sinh hoặc là connect với tụi nghiên cứu không gian của Tàu. Sau khi Joe Biden bắt NASA là phải hợp tác với cái nghiên cứu không gian của Tàu, tức là tất cả gì mình làm được, tất cả bí mật đồ cái gì là Tàu nó biết hết đó. Đó là xong game thôi. Hồi nãy chị nói về cái vấn đề mà rally cho tổng thống Trump đó, và chị biết là vừa qua đó tổng thống Trump được một cái, ngày hôm qua được một cái nhà tỷ phú, là trong cái buổi gây quỹ đó là ông ta gây quỹ được 50 triệu đô la, là tuy nhiên cái số tiền đó chưa đủ để mà trang trải cho những cái phiên tòa mà nó bịt kín trong giống phiên tòa đó. Tụi nó chơi là đọc, tức là nó đưa vô những cái phiên tòa mà những cái tay tòa án đó là đảng Dân Chủ, Người của cha. người của Obama bổ nhiệm, người của Bill Clinton bổ nhiệm. Vì vậy cho nên phán những cái án rất là bất công. Thì bây giờ có ba ông tỷ phú đã ra mặt ủng hộ cho Trump đó, chứ hồi trước đó thì không có. Hồi trước một mình Trump với là ông tỷ phú của Home Depot, tức là được hai ông, đấu với 38 tỷ phú của tụi đảng Dân Chủ. Thì thấy được là vài ông rồi thì hy vọng được Cũng nghi cũng mừng, nhưng cũng không đủ đâu. Tại vì sự thật dù tụi đảng Dân Chủ bây giờ là nó, ông Trump mình có chỉ 900 triệu, mà trong khi nó có 100 mấy triệu, nó phân nửa, mình mới có phân nửa à. Nhưng mà ông rally vừa rồi ông được 50 mấy triệu đó, là họ hai cái ông cựu tổng thống Obama với Clinton mà làm cho ông Biden đó thì được có 20 mấy triệu, đó là cái bữa đó thôi, phải không em? Chỉ biết là bây giờ nếu tổng thống Trump đó, trước khi mà nó kiện ổng, nó nói là bây giờ chỉ cần ổng drop down, ổng tuyên bố là ổng không ra tranh cử mà bốn đó, thì ổng clean tất cả những phiên tòa bị là được được drop down hết, không có cái đó là thấy rõ ràng. Nhưng mà ông không, it's not, ông này không phải là cái nói như vậy là xong với ổng đó. Ổng khác, ổng cái tính của không. ông không sợ trời không sợ đất gì đâu. Vậy cái tính là giống như hồi nãy chị nói đó, là có nhiều người hỏi em chứ Quy Đức ơi tại sao mà cuồng Trump. Em nói là bởi vì ổng thứ nhất là gì, tiền không mua được ổng, ổng là tỷ phú rồi. Trước khi ông ra làm tổng thống đó, ở trong cái Trump Company đó ông có trên 7 tỷ đô la, sau 4 năm ông làm tổng thống ông còn có 4 tỷ mấy đô la rồi, ông mất cái số tiền lớn như vậy. Thứ gái không mua được ổng, vợ ổng đẹp muốn chết nó luôn rồi, không mua được ổng đâu. Nó thành ra tất cả những cái đó đó là cái con đường, cái cục đá lớn mà cản đường tụi đảng Dân Chủ để nó bán nước Mỹ, thành ra nó phải đốn ổng cho bằng được. Bằng được, đúng rồi. Nhưng mà nói là cuồng Trump không phải, tại vì mình chỉ là đi theo cái lẽ phải thôi. Thí dụ mấy quý vị nói như vậy cũng không đúng, cuồng là cuồng như thế nào, tại vì tôi theo cái đường lối tôi thấy là tôi đi bằng cái lẽ phải thôi, chứ còn đâu có phải cuồng. Bởi vì người nào cũng vậy, it's not, bây giờ là nói ra là không phải Biden mà cũng không phải Trump mà là đất nước Mỹ. We want to try to save America. Không, chị biết là họ nhục mạ mình giống như vậy, họ dùng cái chữ đó để mà mình sợ đi không. Nhưng mà em có cách trị họ, khi mà họ nói Quy Đức cuồng Trump, em nói là chữ cuồng chưa có đủ, phải cho em cái chức là super cuồng Trump em mới chịu. Em nói cuồng Trump không chịu. Thành ra cái lối là họ làm cho mình mắc cỡ rồi mình tự ti mặc cảm rồi mình không có vận động này nọ. Nhưng mà em nói rằng khi mà em đã chấm tổng thống Trump, từ vì hồi đó em sign up cho Ted Cruz của Texas, thường nghị sĩ của Texas, trong cái team campaign của ông. Nhưng mà sau khi cái debate lần thứ nhất, debate lần thứ hai năm 2016 là em rút bên tên em bên kia ra, em bỏ tên em vô bên này liền. Tại vì tất cả những cái ổng làm là những cái chúng ta mong muốn, mong nó muốn công bằng, nó công lý.
Bây giờ nói chứ bây giờ nó khi không mở biên giới ra, mình đó là con Mỹ nè, mà mình phải ở bên Việt Nam làm giấy tờ chờ mấy năm trời, qua bên Mỹ này chờ 5 năm sau mới được có quốc tịch, trong khi nó chạy qua biên giới nó ở cái tự nhiên nó cho vô quốc tịch. Thấy thấy là không công bằng rồi, không đúng rồi. This must make sense. This must make sense. Rồi bây giờ đó là đi làm phải nuôi thuế, trong khi đó mình ở đây mình thất nghiệp, mình xin welfare food stamp, xin Medicare nó không cho. Mà bây giờ Cho mấy nó người kia. dân bất hợp pháp, nó sao kỳ đó, chơi Chị bởi vì chị không có hiểu nổi đó, bởi vì chị nói mà cái vẫn có một số người vẫn không có thức tỉnh, chị không biết tại sao. Rồi nói ông Trump này ông Trump kia, tôi nói cái chuyện ông Trump đó, cái chuyện gì dĩ giản của ông, cái đó thằng nào hồi hồi trẻ thằng nào không vậy, cha Biden mẹ trước mặt đây nè, hiện tại còn chưa được luôn nói gì đó, thầy nó không có mấy cái sen. Thế mấy người đó mà tại sao mấy người đó chưa thức tỉnh tôi cũng không biết tại sao, chị không biết chị tại tại vì có nhiều người nói Kim ơi tại vì cái chính trị này rất là dơ bẩn lắm, như chính trị Mỹ mà, nên nó nhưng mà thấy cũng buồn. Đối với chị á, là tại vì trước sau gì chị cũng lớn tuổi rồi, chị không còn sống lột da sống đời để thấy cái đất nước này, nhưng mà chị sống cho con chị, ok, chị phay là tại sao, là phay cho cái đời sau của con chị. Quý vị cũng nên nhớ cái điều đó, mình không có phải ở đây tại vì nó sẽ xảy ra, nó không phải xảy ra right now, nó cấp mười mấy hai chục năm nữa, là tại vì sao mình bỏ cộng sản mình chạy qua đây rồi ha, là mình thấy cái này nó sắp sửa, nó giống như cái gì thấy quen quen quá, mình không sợ hả, chưa thức tỉnh à hay sao vậy đó. Thành ra chị không hiểu tại vì không có cái biết trả lời như thế nào, nhưng mà cái việc mình làm, chị thì chị làm tới đâu thì hay tới đó, thì xin mẹ này thì, chị thì không có tiền không có bạc, giống như mình ủng hộ ông Trump có nhiều kiểu lắm, mình cho ít cho nhiều gì, mình đừng có nói ông giàu không cần, ông cần đó, ông đương rất là cần, nhất là vấn đề pháp lý nữa, dân sự mà rồi quân sự đủ thứ hết, đủ thứ mà ông dần ông ngày nào ông cũng sống ở ngoài tòa án không, anh thấy thấy tội không, mà lớn tuổi mà ông rất rất Nó cố làm cho ông đuối sức cái chị, đuối là sức, đúng rồi, người gia đình đó là giống như bị ảnh hưởng, là con give cái up, vợ yeah, give nó up, làm, nó cố gắng làm sao cho ông chỉ drop xuống là đừng ra tranh cử tổng thống năm yeah 2024. Nó đã tuyên bố rồi, giống như bà Nancy Pelosi, bà nói sao sau khi bà rớt cái chức mà chủ tịch hạ viện đó, bà ra cái bài phát biểu của bà hứa là bằng về sử dụng về luật pháp hay bất cứ một cái phương tiện gì, bà hứa là Trump sẽ không bao giờ được ra tranh cử năm 2024, tức là họ đã có kế hoạch, đã có kế hoạch nha. họ đã có kế hoạch, họ sắp xếp sẵn hết rồi. Chị biết không, nó cứ lôi ổng từ tiểu bang này qua tiểu bang kia, nó cứ kiện ổng, nó kiện bên Mỹ nó có quyền kiện, mình phải hầu tòa, khi mà nó kiện mình phải hầu tòa, nếu mà mình Nhưng không mà hầu nếu là mình mình không thua. có tiền, mình còn mình cũng cũng khô cạn máu luôn á, Đúng cỡ rồi, cỡ mình đặt chết liền tại chỗ đó em. trời Nhưng ơi. mà chị nói thiệt, ông nói chị không biết, chị cái cầu nguyện ngày nào chị cũng cầu nguyện cho ông tai qua nạn khỏi tất cả mọi sự, nhất là cái election trong cái năm mà bầu cử này, mọi chuyện đều yên lành cho đất nước Hiệp Chúng Quốc Hoa Kỳ của chúng tôi ở đây được hòa bình. Nhưng mà chị nói em nghe đó, ông còn có 4 năm mà 4 năm bảo đảm chưa làm gì được hết á, nhưng at least ông cũng được 4 năm để ông chỉnh đốn lại, rồi cái người kế tiếp sẽ là những người similarly cũng như là cũng hao hao như ổng, chứ còn cái này là hơi quá đáng, hơi đi quá đáng. Thực Thì ra đó cũng là trong trong 4 năm, nếu như mà tổng thống Trump có làm 4 năm đó, kéo lại kinh tế vực giống như 4 năm ông làm tổng thống cũng không nổi. nhà không nổi. Nhưng mà chị nói em nghe, ổng là chị biết bảo bắt buộc chắc chắn là về kinh tế ổng sẽ vượt lại, tại vì ổng là nghề của ổng mà, phải Dạ, không? đúng Phải rồi, không? Còn đúng cái vấn đề mà quân đội đó thì ông phải tuyển những người nào mà ông trust. Hồi trước em nhớ là 2016 á, ông lên một cái là bao nhiêu người phản ông ở sau lưng ông, cứ đổi người tối ngày, đâu phải đúng tại ông ha, mà đúng người ta nói ủa sao ông này lên cứ đổi người lia chi vậy, you see? Toàn là người rhino không, nửa nạc nửa mỡ không phải là tụi nó nghĩ là ông không biết gì về chính trị, ông biết thì gì đó. hết, không làm Mà sự theo thật ông cũng cũng không biết nhiều đâu, ông không biết nhiều đâu, bây giờ chắc có lẽ cô rành rồi, rành à, cũng giống như quá tốt là giống như là tướng 4 sao Maddox mà đó. ông bổ nhiệm vô bộ trưởng bộ quốc phòng đó, là khi mà gây chiến tranh đó là ổng kêu tổng thống Trump, Maddox kêu tổng thống Trump phải là đổ bộ qua Syria này nọ, tổng thống Trump nói không, tao đâu muốn chiến tranh đâu, tao phải phải làm sao không có chiến tranh mà vẫn thắng. Rồi sau đó Maddox mới cãi, cự cãi ổng mới lay off Maddox đó, bắt đầu quay lại chửi ổng từ lưa tao hết. Chị thấy không, trong 4 năm tổng thống Trump
tất cả những cái cuộc chiến hoàn toàn bị ổng dẹp một cách mà bình an hết. Yeah, ông đâu có cần đánh gì đâu. Ông phải nói cái mà cái khối mà Ả Rập đó, cái khối mà tiểu Ả Rập nó đánh nhau 2000 năm nay lúc nào cũng đánh nhau. Ông lên nó kêu tụi nó làm sao kêu tụi nó ngồi xuống tí hiệp ước hòa bình rồi với nhau. Ông tốn một viên đạn, ông tốn một người, không tốn một người quân. Mà họ không thấy, em không nghĩ sao. Chị cũng cầu nguyện quá trời em ơi. Em. Thì cái nào mình làm được, cái nào là hay cái đó. Chị em vấn đề chính trị thì em cũng rành. Chị không phải là chị sợ, nhưng mà tại chị nhiều khi mình biết thì mình nói, mình không biết mình đâu có dám nói bậy bạ. Em hiểu ý chị nói không? Thành ra mình chỉ nhìn thấy cái, mà sự thật mình cũng nên tìm hiểu. Để mình, tại vì đất nước của mình mà mình sống ở đây là mình phải nên tìm hiểu chứ. Tại vì nữa con cháu mình cũng, dù muốn dù không, thí dụ chị cũng đâu có sống ở đời được đâu, thì chị cũng sẽ chết. Nhưng mà con cháu chị sau này, chị muốn con cháu chị có một cái đất giống như bình an là thiên đàng mà. Đất nước, dream of America là thiên đàng, mà đâu có muốn trở thành một cái, mà giờ có ai muốn đi qua Trung Quốc ở không, đâu có ai muốn qua bên Tổ Tạo phải không em? Mà chị thấy đó là trong cái thời gian mà 4 năm mà Joe Biden làm tổng thống đó, chị thấy cái cuộc sống ở nước Mỹ nó kỳ nó sao đó. Sao đó thường hay nói đó là hồi xưa đó, tới mà những ngày lễ giống như là Thanksgiving hoặc là Christmas đó, mình thấy không khí của ngày lễ của Mỹ. Yep. Mình nghe tiếng chuông nhà thờ reo, mình đi những cái shop bên có những cái người mà Salvation Army họ lắc chuông rồi họ hát những cái, mình thấy là đây mới đúng là cái Mỹ. Nhưng mà trong cái thời gian mà Obama mà cấm nói là Merry Christmas, chỉ nói là holiday thôi đó, rồi tới cái thời Joe Biden này, cái tự nhiên mình thấy ủa, hình như mình không phải là đang ở nước Mỹ mà mình đang ở nước kỳ nói sao á, một đất nước thứ ba, sợ chứ. Rồi anyway thì mà sự thật cái ông Biden cũng tội, ổng có thể ổng là một con puppet, một cái con bù nhìn thôi. Bù nhìn thôi. Cái ai đó đứng giật dây cho ổng cũng trời ơi, thấy khổ. Thấy ổng tôi mắc cờ, tôi mà hôm mà new mà nó lên, nó nói ổng lên ổng tuyên bố, tôi nói thôi trời ơi, tôi không có bao giờ muốn nghe ổng nói một cái gì, chứ bao giờ muốn nghe. Nhiều khi nghe ông hiểu ông nói gì, đang cái câu chuyện này ông nói chuyện gì đâu không, với là những cái ông làm nhục nước Mỹ và đi thuế, ông làm những điều đủ thứ đó. Hết mà chị không biết tại sao mấy người ta cứ gì. Chị và gia đình chị đó, có thằng con trai chị là nó đi theo tôi, chị còn con gái chị nó là liberal. Trời ơi, tôi nói nó bị nhồi sọ từ trong high school rồi. Cái tình trạng đó gia đình nào cũng bị cả. Người nào cũng bị hết nha. Anh có một con gái lawyer political mà muốn cãi lộn với nhau đó. Cổ thì đi vận động cho Hillary, em vận động cho Trump năm 2016. Oh my God. Mỗi lần hai cha con nói chuyện với nhau đó là fan nhau, mà tới cuối cùng cổ không bao giờ thắng em được hết. Cổ không bao giờ thắng em hết. Tại vì khi cô nói Trump kỳ thị thì em đưa những cái phát ra kỳ thị chỗ nào. Cái ông mà cảnh sát mà giữ vừa tài xế mà vừa escort cho tổng thống Trump là ông cựu đại quý cảnh sát của New York, ông là người da đen. Yeah. Nếu Trump kỳ thị thì ông đâu có mướn ông Mỹ đen làm bảo vệ tính mạng cho ông đâu. Mà cái đó ở đâu ra vậy ta? cái đó tất cả những cái mà họ đánh vô ông Trump về vấn đề kỳ thị này nọ, họ chỉ nói rồi chứ mà đưa cái phát ra đó là họ im lặng. Thành ra mỗi lần cãi nhau xong cái cuối cùng cổ đuối cái cổ, I will put you in jail. Nói try hard baby, try hard. Show it. Trạng đó trong gia đình nào cũng vậy chị. Trong gia đình nào mà tự vì họ tẩy não con cái mình từ trong high school. Họ dạy về cái liberal, họ dạy về cái socialist rất là nhiều. Mà chính trong trường của Mỹ mà dạy cho học sinh Mỹ là chính phủ Mỹ kỳ thị. Dạ, người chính phủ Mỹ đi xâm lấn những quốc gia này nọ, họ đưa những cái cuộc chiến mà có quân đội Mỹ đó, họ cho đó là hành động xâm lấn. Chính trong những cái trường học high school của Mỹ là dạy cho con em mình như vậy, nó rất là khủng khiếp. Rồi bây giờ đó là quay trở lại về cái đề tài của chị em mình vào tháng 7. Chị đã nhận lời rồi. Nhưng mà chị rất là mừng, chị cảm ơn em đã nghĩ tới chị nha. Thành ra chị cũng mới vừa hồi cái tháng tháng hình như là tháng Valentine.
Chị có được vô trong Mar-a-Lago, chị có đi dự cái một cái rally fundraising của ông Tổng thống Trump, mà chị được đi nhưng mà chị không có được chụp hình với ông, tại vì mình từ từ không sao tới đó là xong, nhưng mà được vô tới trong. Nhưng mà kỳ này em mời chị trở lại chị cũng rất là mừng quá, mặc dù mình sẽ đi mà cái chương trình văn nghệ, hình như chị có nghe em nói là có chương trình văn nghệ, có rất là nhiều ca nghệ sĩ nổi tiếng phải không em? Ngoài chị ra còn có rất là nhiều, rồi âm thanh ánh sáng em đã set up hết rồi, và cái ngày 14 là mình sẽ rally ở ở ngoài. Mình ra sáng ngày 14 đêm 13 đó là mình làm đại nhạc hội, thì Vâng. hai người mà em nghĩ tới đầu tiên, thứ nhất là chị, thứ hai là anh Tuấn Anh. Tại Ông vì Tuấn Anh. bây giờ anh Tuấn Anh cũng là một một người là Tranh Trump đấu. Trong support. support. Thứ ba là người bạn của em là Thế Sơn. Thế Sơn. Oh, wow, that's good. Mình nói chung là đây là nếu như mà tại vì không đủ thời gian với là em nó bị giới hạn về hội trường với là thời gian, cho nên đó là có một số ca sĩ mà mình mời họ không mời hết. Em biết cũng có rất là nhiều ca sĩ ủng hộ Đúng rồi em. Tổng. Em nghe nói là có chị Lưu Bích nè, cũng là có rồi nè, rồi Khánh trong Hà, trong số Khánh Băng là Tâm, hàng Băng Tâm, băng Băng Tâm. tâm. Cũng rất là nhiều người ca sĩ cũng giống nói giống như chị, là có nhiều người họ support cho Tổng thống Trump rất là nhiều, Rất là nhưng mà nhiều. họ không có nói ra được bởi vì cái lý do nó như vậy thôi. Linda Trang Đài nữa, Linda Trang Đài. Bây giờ nói mà trên Đa Lan Đài support Tổng thống Trump em mới ngạc nhiên đó, cái nó rất là ngạc nhiên đó, tại vì năm Thì nay bây giờ giống như mình nói cái vụ gì quay tàu đó em, cái phi Việt Nam mình nói cái gì quay xe, quay xe quay xe yeah. she yeah. 4 năm là Yeah. Joe Biden mà vẫn còn không nhìn thấy được, mà vẫn Yeah, không thắng được, đó mới là lạ. she told me that. Cái That's đó good. là Chị cái show exciting, chị biết em rất là bận, là chị làm một cái em làm một cái show chị biết rất là bận, ngoài cái đó rồi còn đủ thứ chuyện hết chị biết, nhưng mà chị vẫn cảm ơn em trước thì cho cái chương trình nó hoàn hảo, thì không phải cái mình không sẽ không không ngừng từ cái show của em, nó sẽ tiếp tục một cái show nữa California, rồi có gì chị cũng sẽ hú với em, tại vì cũng có ngay cái tỉnh nhà ở OC. OK. Em hỏi thì chị có bà con gì với Tổng thống Trump không? Tại vì có người nói là nhìn tóc của chị Caro Kim giống tóc của bây giờ Tổng bây giờ dò đi có thống. người người có người nói giống ổng là bây giờ có một lần ông lên đài đã biểu ông dò dò thiệt là nghe nó dò đầu Bây giờ nói là ổng là tóc giả, đội tóc giả, cho nhà nên nó ổng mới thách thức, ổng mới coi kêu một cái cô mà phóng viên lên nắm tóc ổng lôi ra có phải tóc đây là giả tóc chị tóc không. thiệt Okay. À, em diễn đàn gì là khán giả của em vô like luôn hay sao vậy Huy Vô Đức? like chị luôn, vô like nghe đang có là 900 gần 1.000 người đang coi like chị. Wow, that's good. That's good. Rồi bây giờ như vậy đó thì Em còn muốn khi mà mình rồi chị nói đi, chị nói đi vậy. anh chị muốn hỏi em còn muốn nói những cái gì thiếu sót mình để mình chia sẻ ở trên trên tảng mạng của kênh của em, thì cứ hỏi. Em đăng, em đăng. Em có ở lại là bây giờ đó là chị đi rally rồi, chị có thể ở lại đi vacation với tụi em không? Tại vì Đi 1-2 ngày luôn. Thấy không anh em, chị kêu kim xe ở lại đi, tại vì em tính dự trù là tại vì tụi em mướn 3 chiếc xe van, là 3 chiếc xe van là 15 người, 15 chỗ, thành ra đó chị biết khán thính giả của em người lớn tuổi rất là nhiều, thật sự cái chúng bác đông lắm, thành ra đó là lâu lâu quý vị đó mới ra khỏi nhà được một lần, mà nếu mà có 2 ngày đi rally xong đi về thì cũng tội, cho nên em mới Đúng đúng. tổ chức thêm những cái buổi vacation đi chở quý vị đó tới vườn trái cây của bà Năm bà Bảy gì đó, rồi quý vị đó đi Key West một lần cho biết, bởi vì Key Key West West, rất the là đẹp, best. đường đường biển đi ra mà cái Key West là cái thành phố cuối cùng của nước Mỹ với biên giới Cuba. Wow. Em tới đó một lần, em tới đó một Em tới lần, rồi nè. em tới rồi. Khi Giờ mà mình vừa có đem passport theo không Nguy Đức? không, mình vẫn còn ở Mình trong không nước, có vô đó. mình không có qua Cuba, mình đã vẫn còn ở trên Tại tại cuối vì chị sợ đó, rồi lỡ chị đi qua lỡ nó thấy chị giống Cuba quá nó cùng. giận dữ lại. Đừng có lo, em có, chỉ có iPhone.
chị có người bảo vệ yếu nhân em lo hết, chị đừng có lo, không 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 sao hết. Mình đi chơi luôn, tức là 2 ngày, nếu mà được đó chị book vé 10 10 12 hai 12 13 14 rồi, bảo là 15 16 17 về. 17 chị 17 về. về. Dạ. Dạ đúng rồi. Thì chỗ chỗ ở đồ này nọ đó thì very security, very Yeah, đẹp. don't don't worry. Em sắp xếp tốt đó. Chị thấy có em là khỏe rồi, chị rất là thích em là protect mà, có em là save giờ bà hàng xóm là bà hàng xóm cũng có phước lắm, có ông chồng rất là dễ thương nha. À, bà hàng xóm nhà cho bà hàng xóm La thì bà cũng chứ, bà là có biết cái đó không, biết sao tôi ân chúng trọng khùng khùng điên À, chị cũng bữa đó chắc có bạn giống đi đi theo chứ gì, cho vợ đi theo luôn phải không? Trời, là I có can't bây giờ wait có. Thì to nói to chung chứ see nhiều khi em đi công việc đó thì em không có muốn cho bạn sớm mình đi, nhưng mà bây giờ. Bây giờ từ đây tới tháng 7 đó, nó còn tới là cũng 2 3 tháng, giờ thì ba từ đó em cứ kế tiếp tục phổ biến cái chương trình này của em để người ta tới ủng hộ cái chương trình văn nghệ của mình. Em vẫn phải làm cái đó phải không em? em làm suốt luôn đó chị, Suốt em luôn. phải làm suốt luôn bây giờ Mình cho cần mình. sự hỗ trợ của khán giả xung quanh cái vùng ở West Palm Palm Beach hả? Kêu gọi. Good Nó quá, so excited. chị chia sẻ để em lấy cái link, để có người hỏi cái link để book khách sạn. Ok đó, em mình post lên. Em reserve 2 cái khách sạn, một cái mỗi cái là 30 room, mà cái khách sạn bên 30 room mà một cái là gần hết rồi, tức là phải sử dụng qua cái thứ hai. Mà cái số mà ca sĩ đồ anh em đi là em chưa có book khách sạn cho Thế Sơn, Hoàng Nhã rồi Phong Nguyên đồ này nọ, chưa có book luôn, chưa có book cho anh Tuấn Anh luôn, nhưng mà sẽ book, sẽ take care. Rồi bây giờ sau cái chương trình tháng 7 này đó thì thưa chị, đó có thể giống như là mình có nên làm một cái chương trình gì ở Cali không chị? Thì bây giờ chị có một người hôm qua tụi chị mới có cái họp đó, tại vì cũng là Republican á, là mấy người này cũng MAGA. Thành ra cái ông này ông nói hồi xưa ông cũng đi đi với chị, sát cánh với chị. Cái tôi nói bây giờ đó mình làm cái gì mình phải có cái budget, đồng ý không Huy Đức? Đúng Tại mình không có budget thì phải có cái người budget đứng ra để điều hành cái đó cho chị. Thành ra ông nói ông sẽ tiến hành cái đó để kiếm một người đứng ra để tổ chức, rồi bắt đầu rồi chị mới lấy cái ngày. Mà em mới nói tháng 9 đó thì thấy cũng, cũng có thể làm hơn thêm trước đó chứ không, chị không biết, cứ nghĩ là tháng 9 hay là tháng nào, nhưng mà đó chị không biết, là chị làm một cái bên Cali, cái đó là của chị. Còn em muốn làm thì em cũng quen quá trời nhiều bên đây mà, anh em thì cũng cũng giúp em thôi. Dạ, tại vì có nhiều anh em ở Cali nói là nuôi đứa ơi, tháng 7 em không có đi được, nhưng mà nếu nào được anh nên tổ chức ở Cali để mà gây quỹ cho Em muốn làm thì em nên làm đi Tổng thống. tháng chín. Dạ, nhưng mà em nghĩ là giống như là em muốn đánh trận ở Cali, giống như trước đây các chị đã đi rally rồi đó. Đúng Em rồi, muốn rally giống như vậy. Tại vì nhưng mà trước đây mình giống như fundraising cho ông vậy nhé, fundraising là buổi tối, buổi fundraising tối. là chương trình để buổi tối, còn ban ngày đó, ban ngày mình cầm cờ, Caravan, caravan là tức nhà lái xe đi đó hả? lái xe hay là mình đi bộ dọc dọc đường Phước Lộc Thọ gì cũng được nữa. Thành ra em nghe nói Cali dân chủ rất là nhiều, nhưng mà đợt vừa rồi em xuống thì thấy có cũng nhiều anh em Republican lắm, có nhiều anh em Đảng Cộng Hòa Có đó, nhiều có anh xuống đây là tụi em mới dám tràn ra. Ok, sao hết, để nghĩ coi thử là nếu mà nhiều. hồi xưa tụi chị đi rally đó là chị cũng đánh lộn tối ngày ở ngoài kia, tức như là ở Newport Beach đó, là tức cái kia Mỹ với Việt Nam, trời ơi ra chửi lộn nhau quá trời. Mà tụi nhỏ không nghe, mấy đứa nhỏ không à, trời nó chửi mình quá trời chừng, chửi mấy đứa nhỏ không à, oh my god, thiệt tình. Còn mình đi rally đó trời ơi, đi đi nó luyện đồ vô xe mình đó đó em, trời ơi rất là nguy hiểm rồi, phải khổ lắm. Mình nhìn lại thấy cũng vui, nhưng mà rồi xong cái mình không có được thành công đó, cái 6 tây tháng 1 có, từ lúc đó trời ơi nó giống như là mình
mình là Đau giống như khổ là quá. mình đau khổ quá, tất nhiên là không muốn làm gì luôn, không có muốn làm gì đó, giống như là một cái địa ngục trần gian á, trời ơi, chán vậy sao Thì biết vậy. cái cảnh mà 20 đó, cái năm 2020 đó là rất là nhiều người suy sụp tinh thần. À, trong đó là em là một cái thằng phải vô bệnh viện nằm. Chị có thấy, chị có theo cái link nghe nói em bị bệnh. Mà em còn đỡ hơn một ông chú cảnh sát, ổng là cựu cảnh sát hồi xưa bên Việt Nam Cộng hòa, ổng là cảnh sát. Sau một tuần là ổng mất luôn. Wow. Nổ mất luôn. Còn bà chị ở dưới Houston, Texas ngày 6 tháng 1, bà vừa khóc vừa đi về tới Houston, ngày hôm sau ra nhờ mấy thầy mấy sư cô cạo đầu xuống tóc luôn. Bà Oh my God. chị là rất là nổi tiếng, chị là trùm bất động sản ở Houston. Oh my Có nhiều người yêu tổng thống Trump rất là dữ chị ơi, tại vì họ thấy được, họ biết được là chỉ có tổng thống Trump mới làm cho nước Mỹ này vĩ đại trở lại thôi, chứ còn cứ để cho tụi Reno, tụi Rầy Nâu, tụi Đảng Dân Chủ thì nước Mỹ này đó là thôi thành Banana Republic luôn. Bởi vì thì chị mới nói rằng là cái lá phiếu mình nó rất là quan trọng, mà không phải nói vấn đề mình bầu tổng thống là cái đó là dĩ nhiên là mình support tổng rồi, nhưng mà cái mấy vây cánh của nó nè, mình phải clean up hạ viện thượng viện, đưa mấy cái thằng mà không làm việc được cho cái người làm việc được ma gà vô, thì lúc đó mình mới nói chuyện tiếp. Khi mà ổng lên được rồi đó mà ở xung quanh ổng mà còn mấy thằng đó là lại bị đì nữa đó, là theo chị được, chị biết vậy đó, chị biết vậy thôi. Mấy người cứ nói sao bà giỏi đâu có gì đâu, cứ theo dõi thôi. Này ông đã học bài học rồi, ông có kinh nghiệm rồi. Chuyện này là trong suốt thời gian qua tụi nào mà Reno là ông đã biết rồi. Trong suốt 4 năm, còn có lúc năm 2016 ông mới quá, ông vô không biết đứa nào là đứa nào hết. Thấy đứa nào là có giỏi đồ này nọ rồi bỏ nó vô thôi, mà nhưng mà nó làm phản. Thì trong thời gian 4 năm nay là thằng nào là địch mà thằng nào là ta là ông rành hết rồi. Rành hả? Biết hết Nhưng chứ. mà ông very healthy, very good and strong. Cái healthy của ông khỏe ha, đánh golf vừa khỏe. Wow, Nó là sức khỏe của ông rất là tuyệt vời, tuyệt không thể vời. nào tưởng tượng nổi gì đó. Không thể nào tưởng tượng nổi. Em tới em quên nói nữa là trong cái rally đó, theo một số tin tức mà nhận được đó, là sáng 8 giờ sáng ngày 14 đó, ổng với mấy vị thượng nghị sĩ đi đánh góp ở cái sân góp của ổng. Ồ, thì mình vô đó được không? Mình rally ở trong đó, nó không cho mình vô, em vô Nó thử cho là mình dùng, nhưng mà nó sẽ thấy mình thấy mình ra bằng liền. cái xe đó là mình rally đối diện với sân góp của ổng. Nó có một cái sân giờ đó là kiểu như là mình nó xong xuôi đâu đó rồi đó, khi mà tới 8 giờ tới 10 10 giờ mình ra mình rally ở đó đó, chờ cho ổng ra rồi ổng coi rồi xong, thì tụi em cũng có gửi thư vô trong đó, cũng có gửi thư là báo cho Laura Trump đó biết là tụi ta có một rally như vậy 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 này. Thì xong xuôi đó là mình chuyển quân từ đó qua Mar-a-Lago, tức là ngay chỗ cái phía sau của ổng đó, là mình đứng ở đó mình rally nữa. Tại vì ngày 15 sáng ngày hôm sau, ổng với mấy thượng nghị sĩ dân biểu của Đảng Cộng hòa của Florida đó phải phải bay từ đó để bay về Wisconsin. Và mày ngày 15 là ngày tiền đại hội của Đảng Cộng hòa. Cái ngày đại hội. Vì vậy em chọn ngay đúng cái ngày đó, tức là họ gom quân của họ lại thì mình cũng gom quân lại mình sau, tại vì cái chương trình rally đó là Vietnamese for Trump. Tụi nó có là Latino for Trump, Black for Trump, White for Trump, thì bây giờ mình cũng có là Vietnamese for Trump. Tại rally đó, nhưng mà là có cờ Mỹ, cờ Việt Nam, cờ Trump, rồi mình làm sao để cho Mình có cái ben bự thiệt Em đang tính là làm sao để cầm cái band ra, viết bự. như là viết là Vietnamese for Trump wish, ở dưới chữ nhỏ là we support Trump all the way, những cái câu mà ngữ này mình có mấy cái loa nữa thì cho mình dùng những cái loa để mình mơ hô khẩu hiệu, ví dụ là 2024 who we vote for Trump Trump Trump, những cái câu khẩu hiệu đó sẽ hô và sẽ À, chị tính hỏi em cái này, cái lúc mình làm cái đó nó có mấy người Mỹ họ có hỗ trợ mình không? À, cái người mà hỗ trợ ông Trump cũng như thích bịch cái giận ở bên West Palm Beach, tụi nó cũng có cũng ủng hộ ông Trump dữ lắm á. À, là em chỉ có Việt Nam mình thôi. no. Cái này đúng là chưa có tiết lộ, nhưng mà bây giờ chị hỏi là bây giờ có cái đoàn motorcycle của Việt Nam, ok,
motorcycle của Việt Nam mình cũng đi, và họ liên lạc với em, có liên lạc với cái anh chuyên môn tổ chức rally cho Tổng thống Trump. Anh ta sẽ thông báo cho tụi motorcycle của Mỹ cùng tham gia. Và tức là anh ta sẽ gom cái số Mỹ ra cùng rally với mình. Và số Cuba, dân Cuba mà ủng hộ cho Trump ở Miami hoặc là Florida nào, họ sẽ kéo lên nữa. Trong thời gian tới đó, tụi em sẽ gửi những cái bài để mà trên những cái báo của Miami hoặc là Florida hoặc là West Palm Beach hoặc Orlando, họ sẽ biết là cái ngày đó là cái ngày giống như là rally cho Tổng thống Trump, thì họ tập trung tới. Okay, thế nếu mình được thì là tốt, là rất là tốt em. Cái máy bay đó, cái phi trường đó, khi mà chị đi tới đó mà ổng không có đi xa đó, chị thấy máy bay đậu ngay sát bên đường luôn, mình có thể đứng bờ rào mình chụp hình luôn. Really? Em có chụp cái tấm hình đó mà. Cái last one đó là chị đi về Miami, thì Miami nó lại đón mình, nó xuống tới là Malagro, nó xa quá, tiếng mấy à. Chị không biết thì mua chứ. Chị đừng đi Miami. Đúng rồi. Đừng có đi Fort Lauderdale luôn. Chị đi ngay trường đó là West Palm Beach. Nó mắc hơn đồng 20 thôi. Nhưng mà nó rẻ hơn cái tiền mình đi Uber. Nếu mà chị đi Uber mà từ Fort Lauderdale lên á, là cả $100 chuyến đi chuyến về. Đúng rồi. Ra là nó mắc hơn. Chị book cái vé máy bay, cái phi trường, cái code của phi trường là PBI. Đúng rồi. Với chữ I. Cái code phi trường đó chị book là ngay đó luôn. Rồi đó là có xe shuttle của khách sạn đó, họ sẽ đi ra phi trường, họ đón về tới khách sạn. Nhưng mà riêng phần chị thì em sẽ cho an ninh security đó đón phi trường. Em sẽ nói hết rồi. Chị cũng đề nghị em cái này nha. Thí dụ em cũng cho xin anh Thế Sơn hay là anh Tuấn Anh đó lên live stream với em. Em xin họ thì cái đó rất là tốt. Nếu mà họ có thời gian đó thì xin mấy cái đó. Tức là tất cả những ca sĩ mà trong cái chương trình mà rally cho Tổng thống Trump tháng 7 đó, thì em xin một chút thời gian để mà tâm sự. Mà mấy anh nó có ở lại chơi với mình không? Từ 14 luôn không em? Theo như chỗ em được biết đó là vợ chồng Thế Sơn đó, hai vợ chồng đi chơi với em mấy ngày luôn. Có cái plan hết rồi. Nói chung đây là một... Trước là mình làm việc nghĩa, sau là mình đi vacation. Em muốn nói với em. Tại vì đâu phải là dễ có một chuyến đi Florida giống như vậy đâu. Đúng rồi em. Sự kiện nó rất là quan trọng. Thì mình làm việc mệt mỏi thì mình phải có quyền hưởng thụ. Mình có quyền, quyền đi thử đồ ăn của là Key West. Mình đi coi ở ngoài đó rất là đẹp. Chưa bao giờ. Chưa bao giờ được đi. Rồi bây giờ thời gian mình đã hết rồi. 1:32 okay. Nói chưa hết. Chưa hết chuyện hai chị em mình. Phải gặp mình chuyện nhiều ha, chuyện nhiều hay là nhiều chuyện chị cũng không biết. Không, mình có rất là chuyện nhiều để mà nói, thành ra nó lâm ra nhiều chuyện vậy thôi. Bây giờ đó em xin chị có thể là kêu gọi mọi người nên bỏ chút thời gian để cùng đi rally và cùng đi tham gia cái chương trình hội sẽ có Queen of the Soul sẽ biểu diễn cho mọi người những bài hát nhất và để có một cái chuyến đi và sự ủng hộ cho Tổng thống Trump nó thành công. Caroline Kim rất là tha thiết, nghĩa là kêu gọi quý vị mà nghe được cái live chat này giữa Kim và anh Huy Đức, thì quý vị biết cái chương trình và phải liên lạc liền với anh Huy Đức để biết cái information dự trong cái chương trình này. Và chương trình rất là đặc biệt, kính thưa quý vị. Caroline Kim mặc dù có thể là lâu lắm rồi quý vị chưa bao giờ gặp Caroline Kim, tại vì cũng ít xuất hiện ở Florida lắm, nhưng mà không ít khi nào tới Florida lắm, nhưng mà tại vì cũng là bận rộn. Nhưng mà cái kỳ này là cũng hy vọng là quý vị sẽ có một cái weekend là tuyệt vời, mà quý vị hãy mau liên lạc với anh Huy Đức ha. Và có hình như có số phone của anh Huy Đức để liên lạc, để giữ chỗ, và có thể mình connect để mình coi mình mướn hotel mình ở sao cùng chung vai đóng cật với chúng tôi để mà làm một đêm rất là nghĩa là vĩ đại, và mình rally ngày hôm sau là vui, là cũng giống một cuối tuần để mình đi chơi luôn. Quý vị đừng nhớ nha, July 13. 13 và 14. 13 và 14. Chính mà mình có thể ở lại thêm vài ngày nữa để mình đi chơi.
Và cái link để book khách sạn đó, Huy Đức vừa post lên đó, anh chị em click vào cái link đó và làm theo cái sự chỉ dẫn là còn không đó thì gọi cho Huy Đức ở số vô 360-201-8497. 360-201-8497, gọi Huy Đức sẽ hướng dẫn quý vị cách book cái room. Rồi. Cảm ơn chị Carol Kim rất là nhiều, thay mặt cho khán giả giờ này chúng ta đã có hơn 900 người đang coi live. Và cảm ơn chị rất là nhiều đã dành thời gian vàng ngọc quý báu của chị, biết chị rất là bận rộn. Cũng thương thằng em này mà để dành cho một tiếng rưỡi đồng hồ của chị. Chị cũng cảm ơn Huy Đức nha, cảm ơn rất nhiều và em giữ gìn sức khỏe và chúc quý vị và cảm ơn quý vị đã đi vào để nghe anh em chúng tôi chia sẻ những cái gì tâm huyết của chúng tôi muốn làm cho cái đất nước Mỹ này nói riêng và cho Tổng thống Trump nói chung. Kính thưa quý vị, xin quý vị đừng có ngại ngần mà kêu gọi chúng ta cùng gặp nhau ngày hôm đó, thật là đông, thật là vui nha. Dạ, Carol Kim xin kính chào quý vị và các bạn. Thay mặt quý khán giả của Huy Đức Kim TV, kính chúc chị Carol Kim một đêm thật là bằng an và một đêm hạnh phúc. Huy Đức luôn luôn cầu nguyện ơn trên gia hộ cho chị Carol Kim. Không dám dùng chữ trẻ mãi không già, không có ai hôm đó, nhưng mà việc làm sao cho chị được nhiều sức khỏe. Cảm ơn chị rất là nhiều. Thank you chị, tạm biệt chị. Cảm ơn quý bà quý anh chị em.